Chuyến tàu mang số hiệu VNA 1100 đã có những cái bước chuẩn bị rất cẩn thận, rất kỹ lưỡng và cũng rất là lâu trong xuyên suốt một tháng vừa qua và đang có những cái dấu hiệu rục rịch để chuẩn bị ra khơi. Thì không biết anh chị nhà đầu tư ở đây, anh chị đang đã và đang lên tàu hay chưa? Những anh chị nào đã có trên tàu rồi thì anh chị xem hết cái video ngày hôm nay của em để biết khi nào chúng ta sẽ rời cái con tàu này. Và những anh chị nhà đầu tư đang lo sợ với thị trường và anh chị vẫn chưa dám giải ngân các cái mã cổ phiếu thì anh chị phải đặc biệt xem hết cái video ngày hôm nay của em để biết đâu đó sẽ có những cái siêu cổ phiếu và những cái mã cổ phiếu top đầu trên thị trường ở trong những cái tháng cuối năm 2023. À thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt. Ngày hôm nay là một cái video cực kỳ đặc biệt và cực kỳ giá trị em muốn gửi tặng với tất cả các anh chị nhà đầu tư ở trong cái video ngày hôm nay. À, thị trường hiện tại nó đang ở đâu và các cái mã cổ phiếu nào đang là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất để chúng ta có thể theo dõi trong sắp tới và thị trường hiện tại liệu nó có rủi ro hay là không, liệu thị trường nó có về 900 hay là 800 hay là không thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích rất là kỹ với anh chị về vấn đề về thị trường cũng như là về một số các cái mặt cổ phiếu tiềm năng để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn trong cái tháng cuối năm 2023. Rồi à, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video anh chị thấy hay và giá trị thì nhớ tặng cho em một cái nút like nha cũng như là một cái nút đăng ký kênh. Subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, thì cũng rất là lâu rồi những cái video cuối tuần thì chưa được 1.000 like. Thì hy vọng trong cái video ngày hôm nay à, tất cả các anh chị nhà đầu tư sẽ ủng hộ em à, bằng một cái nút like anh chị ha. Còn anh chị nào xem video thấy hay nữa thì có thể để là một nút đăng ký kênh. Rồi à, cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. À, chúc anh chị và gia đình của mình à, có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái tình hình thị trường hiện tại. À thì cuối tuần thì thị trường nó có một cái phiên à, rút chân tuần đẹp và tăng tầm khoảng hơn 8 điểm và đóng cửa cái mức là 1.102,16 với một cái mức thanh khoản thấp. À, thì trong tuần qua thì thị trường về cái mặt điểm số thì thị trường nó không có quá nhiều biến động. Mà ví dụ như thế là thị trường 1, 2, 3, 4, 5 phi là hình như là gần như là về cái mặt điểm số là thị trường nó chỉ đi ngang thôi. Ví dụ thứ hai thứ hai thứ ba thứ 4, thứ năm thứ 6 là thị trường nó chỉ dần co với một cái biên độ hẹp à, và cái thanh khoản của thị trường nó rất là thấp. À, và đa phần các cái mặt cổ phiếu trong tuần qua thì nó có vận động với một cái mức thanh khoản thấp. rồi right. À, thì đó là về cái mặt vận động của thị trường, à, thì lát nữa thì em sẽ phân tích kỹ với chị về thị trường nó kỹ hơn à, Trước tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vấn đề bên ngoài một chút xíu, để anh chị có một cái góc nhìn về cái liên thị trường Thì trong tuần qua thì cái liên thị trường nó như thế nào, về các chỉ số như Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Thì nó vẫn đang tiềm cận về cái vùng đỉnh cũ, thậm chí là Dow Jones nó đã vượt được cái vùng sideways quay trong vòng khoảng một năm vừa qua Thì đây là cũng là một tín hiệu cực kỳ tích cực À, khi Dow Jones những cái phiên cuối tuần có những cái phiên tăng điểm rất mạnh và Nasdaq, ACB hay là SP500 cũng đã cũng đã có những cái nhịp về lại đỉnh cũ và cũng sắp sửa nó cũng vượt được cái vùng đỉnh cũ này. Nasdaq thì nó đã vượt rồi chị Nasdaq thì đã vượt rồi, nó đang tích lũy quanh vùng đỉnh này. Còn SP500 thì cũng đang gần vượt. Tức là cái liên thị trường hiện tại đang cực kỳ tốt. Chị ha, đã nên là các vấn đề bên ngoài thằng DSI thì nó giảm lâu rồi, trong tuần qua thì nó vẫn chưa có biến động gì mới. Nên là các vấn đề về liên thị trường thì nó vẫn đang có những cái tín hiệu cực kỳ tích cực. cực, cực. À, về cái liên thị trường thì vẫn đang rất là tốt và nó sẽ tạo được cái đà tâm lý rất là tốt cho thị trường trong sắp tới à, về khối ngoại cũng là tự doanh trong tuần này như thế nào khối ngoại trong tuần qua thì có hai phiên mua rồng và có ba phiên bán rồng à, và những cái phiên cuối tuần thì khối ngoại bán cũng tương đối mạnh à, cũng như là có những cái hiện tượng có cấu quỷ à, trong cái phiên ngày thứ năm à, à, về tự doanh thì trong tuần qua cũng có những cái mức bán rồng rất là mạnh và nó chỉ có cái phiên mua rồng vào ngày thứ tư thôi. À, và có bốn phiên bán rồng thì trong tuần qua thì khối ngoại cũng như là tự doanh bán thì đó là mặt vận động của dòng tiền và khối ngoại cũng như là tự do. Rồi tiếp theo nó xin nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường hiện tại. thì theo anh chị là hiện tại là thị trường nó nó đã có sống hay chưa? Anh chị nào nghĩ thị trường nó có sống thì anh chị bình luận phía dưới video dưới bên số 1. Anh chị nào thấy thị trường nó chưa có sống, anh chị thấy thị trường gọi là chưa có sống hoặc là thị trường nó sẽ sập, anh chị bình luận phía dưới giúp em số 2. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích kỹ thị trường. Rồi, thì anh chị đầu tiên á là anh chị nhìn một cái góc nhìn rộng giúp em cái góc nhìn rộng một chút xíu là trong tầm khoảng 2 3 tháng vừa qua thì thị trường chúng ta vừa trải qua một cái gì chị? Một cái đau trang. Đúng vậy, khi mà các cái mã cổ phiếu nó có những cái mức giảm rất mạnh, đặc biệt là chị nhìn những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán, à, ví dụ như FCS nó cũng có những cái mức giảm rất là mạnh. Những cái mã cổ phiếu như AGL, SSI, đó, những cái mã cổ phiếu bất động sản DIG, đó, hay là đất xanh, hay là Novaland, các cái mã cổ phiếu nó giảm quanh quanh tầm khoảng 20 đến 30% và thị trường nó cũng có một cái biên độ giảm rất là lớn. À, thì chúng ta cũng đồng ý là thị trường trong di động vừa qua thì thị trường nó đã rơi vào một downtrend. Thì khi mà thị trường nó rơi vào một downtrend để mà muốn nó có một cái uptrend mới thì thị trường nó phải có một cái vùng đáy và cái vùng đáy nó nó phải được xác nhận bởi những cái phiên bùng nổ thôi đà. Và thị trường nó cũng đã có những cái vùng tạo đáy và nó đã có những cái phiên bùng nổ thôi đà và những cái ngày 8 tháng 11 và nó có những cái phiên dòng tiền vào rất là tốt với rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã có dòng tiền vào những cái dịp rồi. À, ví dụ những cái mã cổ phiếu như khu công nghiệp, những cái mã cổ phiếu như là nhóm chứng khoán hay là một số những cái mã cổ phiếu bất sản thì các cái mã cổ phiếu trong cái nhịp vừa rồi thì nó đã có những cái mức tăng từ 20 đến 30%. Nghĩa là thị trường và cũng như là các cái mã cổ phiếu nó đều đã có một cái xu thế rồi. Ví dụ anh chị nhìn hiện tại những cái mã cổ phiếu như khu công nghiệp đi. Ví dụ như làm sao nói những cái mã cổ phiếu như VGC, thằng này là đau trend rồi. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là tái tích lũy và chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới. Hay là chị nhìn những cái mã cổ phiếu như SSC, nó đã có những cái vùng tích lũy và nó đã có những cái dòng tiền vào cực kỳ mạnh những cái mà cổ phiếu như ctd những cái giai đoạn tích lũy và nó có những cái mức dòng tiền vào hiện tại đang tích lũy quanh cái vùng đỉnh cổ thì một thị trường còn đau trên nào mà các cái mã cổ phiếu lần lượt vượt đỉnh và cái dòng tiền nó vào mạnh như thế này anh chị hình dung không anh chị nếu là anh chị nào đã trải qua những giai đoạn mà thị trường đau trên khi thị trường đau trên thì những cái mã cổ phiếu nó sẽ giảm ra và sàn sàn và một thị trường anh chị luôn một thị trường khi mà đã có những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh là thị trường nó đã an toàn rồi nó đã an toàn rồi và anh chị lưu ý một thị trường mà có nhiều những cái mã cổ phiếu nó liên tục vượt đỉnh ctd vgc frt sgc bsi nó đã có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh thì nó chỉ nằm trong hai trường hợp thôi nếu thị trường nó chưa tích lũy đủ thì thị trường nó sẽ bước vào một giai đoạn gì vậy? một giai đoạn tích lũy bởi vì thị trường nó vừa trải qua một đau trên mà. Thì thị trường sau khi mà nó tạo một cái phiên bùng nổ ra thì thị trường nó sẽ có một giai đoạn tích lũy để các cái mã cổ phiếu nó tích lũy lại. Nó giống như giai đoạn như thế này. Thị trường nó có một cái những mức dòng tiền rất là mạnh, nhưng mà thị trường nó vừa trải qua một cái trend giảm như thế này. Anh chị nghĩ đơn giản thị trường nó vừa trải qua một cái giảm như này thì đời nào thị trường nó tăng chữ V như này được? Không bao giờ có. Thì khi mà thị trường nó đã tạo một cái xu thế thì thị trường nó phải còn cái quá trình tích lũy lại. Đó thì khi mà thị trường đã có xu thế rồi thì ít nhất là thị trường nó cũng sẽ có giai đoạn là giai đoạn gọi là giai đoạn anh chị không và khi mà thị trường nó sai quay đủ thì thị trường nó sẽ có một giai đoạn uptrend trên cực kỳ mạnh dòng phía sau mà hay là giai đoạn cũng như giai đoạn tầm khoảng 20 2020 khi mà thị trường nó có giai đoạn nó đau ở phía dưới các cái mã cổ phiếu nó có một cái nhịp hồi dòng phía trên thì khi mà thị trường nó về lại bên trên nó có những cái mức kháng cự về lại cái vùng đỉnh cũ thì nó cũng có một giai đoạn tích lũy gần 3 tháng khi mà các cái mã cổ phiếu dạng đó nó cũng có một dòng tích lũy khá là lâu ví dụ SHS dòng chất đã một dòng tích lũy từ chỗ này đến chỗ này đó, hay là những cái mã cổ phiếu như sl giai đoạn tích lũy tầm khoảng gần 4 tháng thì các cái mã cổ phiếu nó mới đi lên được. Thì giai đoạn này cũng tương tự như vậy. Thì khi mà thị trường nó vừa trải qua một giai đoạn đau trên. Đó, thì anh chị chỉ còn một cái vấn đề là thị trường nó còn đau trên hay là không. Thì với cái góc nhìn của em thị trường nó đã hết đau trên rồi. Thì khi mà thị trường nó hết đau trên thì nó sẽ nằm trong hai trường hợp. Một là gì? Tích lũy đi ngang. Hai là gì? Hai là tích lũy đi lên. Mà anh chị hay dùng từ tiếng Anh là gì? Là sideways up đã, tức là gì một là sideways đi ngang hai là gì hai là sideways up sideways up tức là thế nào tức là đi ngang hướng lên đi ngang hướng lên gọi là sideways up còn hai là thị trường nó có thể là nó trải một cái vùng đi ngang như thế này luôn thì gọi là sideways đi ngang. đã thì khi mà thị trường hiện tại thì chỉ thấy là các cái mã cổ phiếu đang tìm cần về cái vùng đỉnh cổ và các cái mã cổ phiếu nó lần lượt vượt đỉnh cổ đó rồi thì thị trường nó chỉ trong hai trường hợp như vậy thôi thì khi mà thị trường anh chị thấy là thị trường nó không còn thị trường trong một đao trend và thị trường nó đã có xu thế rồi và các cái mã cổ phiếu tức là thị trường nó không còn rơi vào một đao trên thì em nói với chị là nó đã có cơ hội xuất hiện rồi nhiều anh chị nói là ờ đạt ơi thị trường nó phải ấp trên thì các cái mã cổ phiếu nó nó nó, mới tăng mạnh không cần anh chị thị trường nó chỉ còn sai quay đi nha và thị trường nó còn chỉ còn sai quay up là các cái mã cổ phiếu dòng tiền nó đã luôn chuyển rồi anh chị có nhớ giai đoạn tầm khoảng năm 2019 thị trường nó chỉ sai quay ở dưới thôi nhưng mà những cái mã cổ phiếu như gì bét rồi anh thấy tăng rất mạnh những cái mà cổ phiếu gì ntl nó cũng có những cái mức tăng rất là mạnh anh chị thấy không ntl trong giai đoạn sideways nha hay là những cái mà cổ phiếu như là thằng uh, những cái mà cổ phiếu như thằng uh, nv đó, trong xe quay hoặc là những cái mà cổ phiếu như những cái mà cổ phiếu như IDI trong xe quay tụng có những cái mức phục hồi rất là mạnh. đặc biệt là những cái sóng đó thì chị nhớ những cái mà cổ phiếu bóng sản công nghiệp. là cái sóng 2019. À, hay là giai đoạn sai quay gần nhất là giai đoạn sai quay từ giai đoạn tầm khoảng tháng 2 tháng 3 anh chị có còn nhớ những cái mã cổ phiếu gì những cái mã cổ phiếu đầu tư công trong cái dịp này lcg anh chị thấy không ha về anh chị thấy không? ksb blc anh chị nhìn thị trường chỉ sai quay thôi nhưng mà các cái, cái mã cổ phiếu nó tăng ba mươi trăm tức là gì tức là nhiều lúc không phải là thị trường nó tăng thì cái mã cổ phiếu nó mới tăng thị trường sai quay thì cái sóng ngành nó đã được tạo ra rồi anh chị hình dung cái điều này không? Đó, tức là gì? Tức là hiện tại thị trường mình đã đã có thể tìm kiếm cái cơ hội rồi. Khi thị trường tăng mạnh thì cái cơ hội anh chị sẽ tìm thấy dễ dàng. Đúng không? Thị trường lên thì mua cái gì nó cũng đúng. Nhưng khi mà thị trường đi ngang và thị trường nó có những cái mức sideways thì anh chị phải lựa chọn các mảnh nó kỹ càng hơn. Và cái mức độ khó để mình chọn được những cái mà cổ phiếu nó có lãi và mình mua nó dễ dàng á, nó phải kỹ lưỡng hơn. Thì đó là cái khó của thị trường sideways. Nói chung á là chỉ cần thị trường nó không đau trên á là anh chị đã có thể đánh rồi. Còn cái việc mà anh chị lựa chọn cái mạng cổ phiếu nó có đúng hay không nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của mình. Kỹ năng nhìn về vĩ mô, về ngành, về dòng tiền. thì anh chị lưu là khi mà thị trường xoay quay thì vẫn có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn suy si tăng à, ví dụ trong dòng vừa qua thì anh chị thấy không thị trường đao trên nào mà thằng HAG nó vượt đỉnh dòng tiền nó đánh như thế này anh chị không hay là những cái mã cổ phiếu SSC dòng tiền nó vào cực kỳ mạnh như thế này những cái mã cổ phiếu như VGC hay là những cái mã cổ phiếu dầu khí như BVD hay là BVS, nó cũng đã tiệm cận về những cái vùng đỉnh thời đại của nó rồi thì đó là một thị trường cực kỳ an toàn em đây, em nói góc nhìn ở đây là góc nhìn về cái góc nhìn nó nó không phải là trong một hai phiên mà chúng ta nói góc nhìn về cái mặt dòng tiền nghĩa là gì nghĩa là thị trường đã chấp nhận đánh trong giai đoạn thị trường như này hay không em nói gì là không có một thằng lái nào á mà trong thị trường đau trên mà nó chấp nhận đánh dòng tiền vào nó có ngu đâu bởi vì sao bởi vì thị trường đau trên là nhỏ lẻ nó sẽ xả. tâm lý nó sẽ xả. thì không có một thằng lái nào chấp nhận nó bỏ tiền để nó kéo cái cổ phiếu lên chỉ có thị trường không đau trên tức là thị trường sai quay thị trường lên sinh hoặc là thị trường up trên thì những cái cổ phiếu nó mới có dòng tiền nó đẩy vào mạnh thì đó là cái điểm anh chị lưu hết sức lưu ý trong tất cả các sóng sau này nghĩa là gì nghĩa là thị trường anh chị sẽ đầu tư được một là trong thị trường sai quay hai là trong thị trường uptrend trên up trên thì mình sẽ lựa chọn cái mã cổ phiếu nó dễ dàng hơn còn trong thị trường sai quay thì mình vẫn có thể, có thể tìm kiếm cái cơ hội được nhưng mà cái cách lựa chọn và cái cách mình chọn các cái mã cổ phiếu nó phải cẩn thận hơn một chút xíu cái cách đi vốn nó có thể là nó kỹ lưỡng hơn một chút xíu ok còn cơ hội thì vẫn sẽ còn rất là nhiều đó thì đó là cái phần em muốn chia sẻ với chị về cái mặt về cái góc nhìn chung chúng ta sẽ không nói vấn đề gì chúng ta sẽ nói vấn đề một một hai viên à, không có nói gì nhưng mà chúng ta nhìn qua về cái mặt tổng quan về thị trường nhìn qua về các cái những mặt thì chị thấy là các cái mặt cổ phiếu nó đã có đều mà có thị trường thứ nhất là đã có xu thế thứ hai là các cái mặt cổ phiếu nó đã có đều có xu thế bất động sản cũng có xu thế anh chị nói ví dụ như là cái này là xu thế chứ gì nữa anh chị ví dụ như từ đấy mà nó tăng như này, nó đã có xu thế rồi tức là đã có một cái bước chạy đà đi lên rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì DG cái này đã có một cái bước chạy đà đi lên rồi hay là những cái mặt cổ phiếu như phát đạt ai nói thằng này phát đạt đau trên gì mà đau trên gì anh hiểu không sai quay up đây những cái mặt cổ phiếu như bsi, ai anh hiểu không đây tích lũy này đi lên này sai quay ốc này dòng chứng và dòng bóng sản thì anh chỉ, chỉ cần nhìn hai dòng dòng chứng và bóng sản thôi thì anh chỉ hiểu là thị trường đang vận động như này đó cái đó là cái đầu tiên tức là thị trường đã có xu thế và các cái mã cổ phiếu trên thị trường đã có xu thế đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà lớn ai nói những cái mã cổ phiếu nam kim nam kim như này đau trên chứ? những cái mã cổ phiếu nhóm lớn nhau, bán chứng thép bón đồng sản Ok. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai á là, những cái mã cổ phiếu riêng lẻ. À, nó đã có những cái dấu hiệu vượt đỉnh ví dụ HSC. Rồi gì? VGC, ITA, rồi gì? À, những cái mã cổ phiếu như thằng à, rồi HAG. Đó. Anh thấy không? Rất nhiều những cái mã cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi. Thì thị trường anh chị luôn thị trường nó chỉ nó không có đau trên thì những cái mã cổ phiếu nó mới giảm đánh như này và lại như mới giảm đánh như này thôi. Anh hiểu về cái mặt bản chất về cái mặt dòng tiền không? Bởi vì ví là này, cái điểm số của mình á ví dụ như các cái điểm số ví dụ như là anh chị thấy là các cái điểm số ví dụ như ờ à, thị trường ngày hôm nay nó đóng cửa là quanh cái vùng mà một nghìn hay là thị trường ngày hôm nay nó đóng cửa là quanh một nghìn chẳng hạn thì các cái mà cổ phiếu trên thị trường nó tạo nên điểm số chứ không phải điểm số tạo nên thị trường nha mọi người nên khi mà chúng ta nhìn qua về các cái những mà nó anh chị sẽ biết được là thị trường nó có ổn hay là không ổn ở đây tức là nó không đau đen còn thị trường nó sai quay hay là thị trường nó up trên từ từ mình tới tiếp hình dung ạ ok đó thì đó là cái góc nhìn tổng quan là chị sẽ biết được là thị trường nó đang ở nó đang trong một cái tình thế như thế nào nó đang trong một cái tình thế như thế nào bởi vì khi mà chị biết được thị trường đang ở đâu á, thì anh chị mới biết được là cái góc nhìn mình chọn cổ phiếu như thế nào mình có dám lựa chọn cổ phiếu hay là không hay là mình chọn những cái mà cổ phiếu thời điểm như thế nào để chị biết được là đi vốn cho nó phù hợp OK, đó là cái phần đầu tiên trong cái video ngày hôm nay mà muốn chia sẻ với chị về cái góc nhìn ở thời điểm hiện tại là thị trường đang trong tình trạng nào. Thì theo cái góc nhìn của em thì hiện tại là thị trường nó vẫn đang trong những cái nhịp điều chỉnh và đang trong những giai đoạn tích lũy để nó chuẩn bị cho những nhịp ở phía sau. Thì những cái nhịp ở phía sau đó, nó sẽ có hai trường hợp, một thị trường nó về lại phía trên này nó tích lũy rồi đi lên, tức là em hay gọi là sideways hoặc có những trường hợp là thị trường nó vẫn tức là thị trường mình đó, nó đang ở chỗ này. Đó, tức là vẫn có những trường hợp là thị trường mình nó đang ở chỗ này thì khi mà thị trường nó có những cái đoạn nhịp ở phía sau này thì thị trường nó có thể tích lũy tiếp tục à, tức là nó trải một cái vùng đi ngang như này đó thì khi mà anh chị lúa thị trường nó chỉ còn những cái vùng như thế thôi là anh chị sẽ có rất là nhiều cơ hội để anh chị kiếm tiền rồi không cần những cái vùng dưới này thị trường những cái vùng này thì đã nó dễ không nói gì nhưng mà những cái vùng này anh chị vẫn có tìm kiếm những cái cơ hội rất lớn ở các cái mã cổ phiếu ở ví dụ như nhóm đầu tư công những cái mã cổ phiếu gì khu công nghiệp hay là những cái mã cổ phiếu gì thép trong dòng này những cái mã cổ phiếu nó có những cái sóng luôn chuyển tuần rất tốt Ok, đó thì đó là anh chị lưu ý về góc như hiện tại. Rồi thì em sẽ phân tích với anh chị là cho dù thị trường nó về trên này nó giảm xuống hay là cho dù thị trường lên trên này nó tích lũy lại thì em nói với chị là cái điều quan trọng nhất là gì? Anh chị chọn nhóm ngành và cổ phiếu đúng cho em. Cái đó mới là điều quan trọng nhất. Chọn nhóm ngành và chọn cổ phiếu đúng. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích về thị trường chung trước. Hiện tại thì anh chị thấy là thị trường nó vẫn đang trong một cái nhịp tích lũy, một cái nhịp nghỉ ngơi sau một cái quá trình tăng nóng như này. Nó cũng giống như những giai đoạn như thế nào cho anh chị? khi thị trường có những cái bước xuất phát đi lên nó sẽ gặp những cái vùng kháng cự ở phía trên đây vậy khi mà thị trường nó xuất phát dưới đi lên nó sẽ gặp những cái vùng kháng cự lên thì nó sẽ có những cái quá trình tích lũy lại khi mà thị trường nó xuất phát từ ở dưới đi lên nó gặp những cái vùng kháng cự ở phía bên, bên trái này thì sẽ cũng sẽ có những cái quá trình tích lũy và rũ bỏ trở lại anh chị hình dung hay là khi mà thị trường nó có những cái vùng xuất phát đi lên gặp những cái vùng kháng cự những điều chỉnh rũ bỏ xuất phát đi lên gặp những cái vùng kháng cự điều chỉnh rũ bỏ hay là xuất phát đi lên gặp những cái vùng kháng cự đỉnh cũ có những cái mức điều chỉnh rũ bỏ Thì hiện tại là thị trường nó cũng tương tự như vậy. Khi mà thị trường nó xuất phát đi lên, nó gặp những cái vùng kháng cự đáy cũ. Đây là kháng cự đáy cũ như vậy, tức là cái kháng cự đáy này là cái kháng cự của cái vùng biên này nó có chuyện đó thì đang gặp một cái kháng cự đáy cũ thì trường đang trong một cái quá trình điều chỉnh và rũ bỏ trở lại. Ok. Rồi, thì hiện tại anh chị nhìn ngắn hạn là thị trường đang có một cái vùng đang có một cái vùng tích lũy và đang có một đang đang trong một cái tranh giảm như thế này. Ok, đang trong một cái tranh giảm này. Thì để mà thị trường anh chị lúc là trong giai trong trồng hậu tùng vừa qua là thị trường đã có một cái quá trình ví dụ dao động lớn, dao động lớn, dao động lớn. Tức là một cái vùng này là thị trường đang gặp áp lực cung. Là thị trường nó bị dao động. Thì khi mà thị trường nó bị dao động thì nó phải có một cái quá trình rũ bỏ và gì và cân bằng trở lại. Thì anh chị thấy trong một tuần trở lại đây thì cái volume của thị trường nó cực kỳ thấp. Thì đây là một tín hiệu gì? Một cái tín hiệu rất là tốt và nó đã có những cái phiên test cung, test cung để hai phiên liên tiếp rồi. Đó, thì chỉ cần gì? Chỉ cần một cái dòng tiền đủ mạnh để bứt thoát khỏi cây này thì thị trường nó sẽ chạm với những cái vùng kháng cự ít nhất là quanh cái vùng 1150 đến cái vùng 1160 ở phía trên. Ok, rồi khi mà thị trường nó về trên này nó như thế nào thì em sẽ đánh giá bên chị sau. À, ví dụ như là ví dụ như thị trường nó không thị trường dòng tiền nó không vào thì nó cứ lần dần thêm, còn thị trường dòng tiền nó vào đi nó sẽ kích hoạt dòng tiền các cái mã cổ phiếu và nó sẽ giúp thị trường nó đi lên ở phía bên này. Đó à, nên là cái mốc mục tiêu của thị trường trong cái nhịp đầu tiên này thì em sẽ kỳ vọng là quanh vùng 1150 đến cái vùng 1160. Đó là về cái mặt điểm số chúng ta sẽ không nói là về cái vùng này là thị trường nó sẽ giảm mạnh hay là như đó nhưng mà cái vùng này là cái mốc mục tiêu của thị trường chúng ta sẽ theo dõi trong nhiều tới và trong tuần sau anh chị sẽ phải theo dõi rất kỹ giúp em là hiện tại thị trường nó đã có những cái phiên tết cung rất đẹp rồi ví dụ ngày 28 tháng 11 là ngày thứ ngày thứ ba và cái phiên cuối tuần thị trường nó cũng có một cái phiên tết cung rất đẹp và anh chị lưu ý giúp em những cái phiên tết cung của thị trường thì thị trường nó phải kéo sớm nha ok anh chị thấy nha thị trường ngày thứ sáu nó kéo lúc 1 giờ 50 Đây là một cái nhịp test cung rất đẹp. Nếu anh chị nào đã theo dõi những cái phiên mà thị trường nó test cung á, trong giai đoạn quá khứ, ví dụ giai đoạn tầm khoảng 2022 trở về trước, thì thường thị trường tầm khoảng là một rưỡi là thị trường nó đã, đã kéo rồi. Nhưng mà có vẻ như là khi mà thị trường nó giảm cái T lại á, khi mà thị trường nó giảm T3 còn T2.5 như vậy thì 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 cái, cái cái mức độ kéo của thị trường những cái phiên tới cung thường nó trẻ hơn. Thì trong tầm khoảng 1 năm rồi đây thì chị thấy là những cái phiên tới cung của thị trường á cũng là các cái mã cổ phiếu nó thường nó kéo tầm khoảng 1 giờ 45 hoặc là 2 giờ. Thì đây là một cái những cái phiên tới cung đủ đẹp và nó đủ thời gian. Đã và anh chị nhìn những cái phiên tới cung ngày thứ ngày thứ mấy? Ngày thứ ba là ngày 28 tháng 11 là những cái phiên tới cung anh chị nhìn nha là thị trường nó bắt đầu nó kéo từ đầu buổi chiều đó là đầu một gì rồi thị trường nó đã kéo rồi đó, như này là tốt anh chị có biết là vì sao những cái phiên tech cung á thị trường nó phải kéo sớm một chút xíu không những cái phiên tech cung mà thị trường nó kéo mà hai giờ hai kéo atc nó không có tốt bởi vì anh chị luật cái bản chất của dòng tiền của tổ chức như vậy ví dụ như khi mà nó rủ mình ví dụ như là mình nhỏ lẻ mình bán mình thoát hàng mấy thằng lái nó tổ chức nó cướp hàng của mình nó kéo lên thì khi mà cái lượng lệnh của tổ chức mà nó cướp hàng chị là nó không phải như vài ngàn không như là vài trăm ngàn của 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 mình mà có những cái cổ phiếu khi mà nuốt lệnh và nó đẩy dòng tiền vào á nó phải vài triệu vài chục triệu thì trong một cái khoảng thời gian 5 phút và cái phiên ATC á làm gì đủ thời gian nên là nó phải có một cái khoảng thời gian 20 30 phút hoặc là 40 phút để nó đẩy dòng tiền vào như thế này tức là nó có đủ khoảng thời gian để cái lực hấp thụ của tổ chức và cái lượng lệnh của nó đẩy vào nên là những cái phiên tái công vào ngày thứ ba và ngày thứ sáu là một cái những cái phiên tái công rất đẹp ok thì trong tuần sau khi mà thị trường nó xuất hiện những cái phiên tái công chỉ cần dòng tiền vào nó bất thức khoảng cái cả này vol ok là thị trường nó sẽ phá được cái đây này và bước vào một cái nhịp tăng số 2. Tức là cái nhịp này là một cái nhịp tăng đầu tiên. Ok. À, nhịp này là một cái nhịp nhịp này là một cái nhịp tăng đầu tiên và cái nhịp sắp tới là sẽ là một cái nhịp tăng số 2 của thị trường. Ok, đó, đó là cái vấn đề về cái vận động của thị trường. Tức là trong tuần sau chỉ có một cái phiên kích hoạt dòng tiền trên thị trường với cái volume đủ tốt. Volume đủ tốt là như nào? Trong một cái phiên chỉ còn tầm khoảng là 15 không 15 thì hơi thấp, tầm khoảng là 16 đến 18 ngàn tỷ sẽ là một cái phiên kích hoạt độ tốt nó cũng không cần quá cao cũng không còn 20 000 đâu Giang này tầm khoảng 16 đến 18 ngàn tỷ làm đủ kích hoạt thị trường nó bứt khỏi cái trên này thì khi mà thị trường nó bứt khỏi cái trên này là nó sẽ vào một cái nhịp số 2 thì khi đó sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó vào trên. ok đó là về cái mặt vận động tức là thị trường nó vẫn nó phải còn một cái phiên kích hoạt đúng không tức là nói chỉ là thị trường nó phải còn một cái phiên kích hoạt gì đó thì anh chị mới thấy là thị trường nó nó vào trên nhưng em nói với anh chị là thị trường nó đã vào trên từ giai đoạn thứ ba và thứ tư rồi Tức là thị trường á, nó đã có sống từ những cây như này rồi, Anh chị biết vì sao không? Anh chị có biết vì sao không? Ok à, Trước khi mà em nói với anh chị biết vì sao thì anh chị bỏ ra vài giây Nhấn với em một cái nút like đi Cũng như một cái nút đăng ký, ký kênh Video ngày hôm nay sẽ là một cái video em chia sẻ, chia sẻ với anh chị rất là nhiều giá trị là đăng ký kênh Ok ok rồi bây giờ thì em sẽ nói với chị là vì sao em khi mà em nhìn thị trường á Làm tới tầm khoảng thứ ba thứ tư á Chưa cần ngày thứ sáu đâu Tức là chưa cần thị trường nó bất cái tre này à, Là em nghĩ là thị trường đã vô sống rồi bởi vì gì? bởi vì mình sẽ nhìn những cái mà cổ phiếu nó có dòng tiền mồi. Đó. Nhiều anh chị em hay em hay dùng gọi là dòng tiền mồi và trong những cái khóa học của em á, em hay dùng từ gọi là gì? dòng tiền cánh én. tức là gì? tức là cánh én báo hiệu khi thị trường cân bằng sẽ có những cái mà cổ phiếu dòng tiền nó đã vào nó đã đánh rồi và nó sẽ đi trước thị trường tức là trước khi mà thị trường nó có một cái phiên xác nhận thì cái dòng tiền nó đã vào đánh những cái mà cổ phiếu đó rồi. Ok, đây em sẽ hướng dẫn với chị. Vì sao mà nhìn ví dụ trong những giai đoạn như này. Đây, gần nhất là giai đoạn tầm khoảng đáy tháng 8 tháng 9. Khi mà thị trường chuẩn lại phía dưới thì những cái mà cổ phiếu ra là dòng tiền nó đã vào đánh rồi. Đánh này. Và nó đánh hai cây liên tiếp, tiền vào tiền vào khi thị trường chưa đi lên luôn. Anh em nó dồn hai cây liên tiếp khi thị trường chưa đi lên. Hay là những cái mà cổ phiếu như DGC, khi thị trường đi lên thì cái dòng tiền nó đã vào đánh vào cây này và cây này và dòng tiền nó đánh cực kỳ mạnh. Đây này. Vôn này vôn này anh chị hai cây này vôn rất lớn khi thị trường chưa đi lên thị trường này lên từ cây này và cây này nhưng mà những cái mã cổ phiếu DGC nó đã đánh trước đó rồi thì cái dòng tiền này những cái dòng tiền gì những cái dòng tiền mồi anh chị nhau em gọi là những cái dòng tiền những cái dòng tiền gọi là những cái dòng tiền mồi trước và những cái dòng tiền nó đi trước nó báo hiệu trước rồi ok hay là giai đoạn tầm khoảng tháng 2, tháng 3 khi mà những cái mã cổ phiếu đầu tư công nó có sóng đây khi mà những cái mã cổ phiếu đầu tư công nó có sóng anh chị nhìn thật kỹ những cái vùng như này giúp bé đây cái như này thì như thế khi mà thị trường nó có những cái vốn thấp vốn thấp thì những cái mã cổ phiếu gì những cái mà cổ phiếu như KSB đây là dòng tiền nó đã vào đánh những cây này rồi anh chị nhìn nha đánh đánh này thị trường nó lên chưa chưa thị trường nó chưa có lên và trong giai đoạn này anh chị nào có xem những cái buổi live stream hoặc là những cái video á em có nói với chị là dòng đầu tư công là cái dòng duy nhất nó sẽ tạo ra sóng trong sắp tới anh chị nhớ bởi vì sao khi thị trường chưa gì khi thị trường chưa đi lên anh chị thấy thị trường nó còn đảo này nhìn thật kỹ nha thảo kỹ này đây zoom cho kỹ này thấy không hai cái này không dòng tiền đánh này dòng tiền đánh này nổ xịt nổ bù ghép lại này và anh chỉ thấy cây này thì chúng đi lên nhưng mà thật thật ra cái bản chắc tiền nó đã đánh gì anh chị nhìn này cây này này cây này lại thị trường nó chưa lên đâu và thanh khoản của thị trường lúc đó vẫn rất thôi nha tiền đánh này tiền đánh này, tiền đánh này. thì anh chỉ thấy tiền nó đã mồi vô trước hai cây không Happen tiền vô đánh này tiền vô đánh này Thấy kiểu mà tiền này Thị trường lên chưa? Chưa Thị trường chưa lên Kiểu mà Ok hay là gì? Cát này À nãy nó rồi LCG Tiền vô này Tiền vô này Hay gì? BLC Tiền vô đánh này Tiền vô này Thì cái tiền này là tiền của anh chị? Là tiền của tổ chức Tiền nó mồi trước Anh chị hình vô Và những cái mặt cổ phiếu này Đi ngang này Rổ bỏ kiệt cung này Vô lông tiền vào đánh này Thì cái này là những cái dấu hiệu để mình biết được là thị trường nó đã an toàn hay chưa chứ không phải anh chị nhìn thấy thị trường cây này là anh chị mới thấy thị trường nó an toàn đâu đợi đến cây này mà thị trường an toàn thì ai cũng biết đúng không nhưng mà anh chị phải nhìn được cái dòng tiền gì nó đã báo hiệu vào trước rồi thì hiện tại hôm bữa em nói chị là vì sao trong cái ngày thứ ba thứ tư em đã nhìn được thấy thị trường á nó đã đánh rồi anh chị nhìn thật kỹ với em, sẽ phân tích này anh chị nhìn thật kỹ những cái mã cổ phiếu gì vgc anh chị không ạ tiền nó đã đánh vào cây này rồi thị trường lên chưa chưa đâu nhưng mà tiền này là tiền lớn không có không có tổ chức nào tiền này tiền vô này mà tiền vô cho vui đó những cái mặt cổ phiếu ita này tiền này chuyện không tiền vô này những cái mặt cổ phiếu gì bvd này bvs này. À, tiền vô những cây như này tức là những những cái này những cái mồi trước mồi trước hồi dung à? hay là những cái mặt cổ phiếu hôm ngày thứ uh, hay là những cái mặt cổ phiếu uh, như là những cái mặt cổ phiếu như pet Đã, dòng tiền nó mua vô đánh này anh chị. nó mua vô đánh không? Những cái mặt cổ phiếu như ba cô À, sau một cái quá trình này đi ngang là rủ bỏ này tiền vô này thì cái tiền này tiền ai tiền của tổ chức giá tiền ai nó sẽ mồi vô trước thị trường một vài cây mà anh chị nào hay xem video của em những cái video cũ quốc, em hay gọi là cánh én báo hiệu dòng tiền mồi trước tức là nó sẽ đi trước thị trường một vài cây chứ không phải là thị trường nó nó break lên rồi thì các cái mã cổ phiếu như thế mà thị trường nó tốt rồi nhưng mà những cái mã cổ phiếu tóc đầu và những cái mã cổ phiếu đi trước nó đã mồi dòng tiền vào rồi những cái mã cổ phiếu gì tv này anh không đi lên tích lũy nè đi lên rũ bỏ nè kiểu volume nè kiệt cung nè nổ này. thì dòng tiền nó đã mồi vào thứ mấy ngày hôm thứ tư rồi thứ tư rồi những cái mặt cổ phiếu như vgc này là nó vào hôm thứ hôm thứ năm đó. những cái mặt cổ phiếu như ita là vào thứ năm những cái mặt cổ phiếu dầu khí là hôm thứ hôm thứ tư đó T5, hôm thứ tư DABACO thì hôm thứ năm thì những cái, dòng tiền mồi nha thì chỉ cần những cái dấu hiệu như vậy là mình đã biết là thị trường gì là thị trường nó đã có sống rồi anh chị hình dung cái điều này giúp em Ok, hình dung cái điều này em ạ, hình dung được cái điều này giúp em không ạ. Ok, đây là một cái một cái kinh nghiệm. nốt lại gì ha, ghi lại trong những cái nhịp sau này. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà thị trường nó có những cái quá trình cân bằng chưa còn đi lên đâu. Volume thấp. Sẽ có những cái mã cổ phiếu nó đi lên trước nhưng mà chủ là những cái mã cổ phiếu này trong cái quá trình rũ bỏ nó phải kiệt volume nha. Nó phải kiệt volume nha, tức là nó phải có quá trình tiền vô này, tiền vô này, rũ bỏ này, test cung này, kiệt vô này vôn vôn này kiện ra nhau tết công tết công 3 phiên tết công liên tiếp dư tiền vô này tức là những cái mà cổ phiếu nó nổ lên tiền vào rổ bỏ vôn thấp tiền vào rổ bỏ vôn thấp đánh lên thì nó sẽ là những cái mà cổ phiếu mồi dụng tiền rất thị trường và cái những cái tổ chức này đã đánh dứt những cái mà cổ phiếu này rồi ok đó thì đó là những vì sao em, trong những cái video hôm thứ tư thứ năm á, thì em không nói với chị là thị trường sắp vào sống này anh chị có nhớ là cái video hôm thứ đây này đây cái video hôm thứ năm đúng không em có nói chỉ là cảnh báo siêu sống mới này thì những cái lúc đó là em nói em nói với anh chị là thị trường nó đã có sống rồi hình dung mà ok đó thì đây là những cái kiến thức rất là hay về giá trị để anh chị để anh chị lưu ý trong sắp tới rồi đó thì anh chị trùng sau thì mới là thị trường á một là thứ hai hai là thứ ba nó nói chung là ngày nào cũng được chỉ còn một cái phiên kích hoạt dòng tiền break cái cản này vốn gia tăng Vốn không còn quá lớn nha chị vôn nó chỉ còn cao hơn cái mức trung bình hôm bữa giờ là được ví dụ như hôm bữa giờ thị trường cái vốn của thị trường tầm khoảng 12 đến 4, 14 ngàn tỷ thì khi mà thị trường nó có những cái break là tầm khoảng nhiêu 16 đến 18 ngàn tỷ là ok Nó chỉ cao hơn là được Chứ cũng không cần là vốn phải gấp 2, gấp 3 cũng không cần Không có quá quan trọng Nhưng mà chỉ cần thanh khoản có sự gia tăng Để nó xác nhận là thị trường gì Nó dòng tiền nó đã đánh đồng loạt với thị trường Và nạp lại break được cái cản chéo này à, Thì thị trường nó sẽ có những cái mức ok Ok, đã, nói chung là anh chị khai thông cái thế bế tắc chưa nè Khai thông cái thế bế tắc chưa Ok, đã Thì những anh chị nhà đầu tư Hiện tại em nói là anh chị em đã mua xong cổ phiếu rồi Và cái vị thế của em có thể chấp một cây sạc nhiều anh chị thấy thị trường nó rủ ra nhưng mà em đã mua xong cổ phiếu rồi <laughs> hình dung ạ đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi ok đó khi em nói với chị là anh chị nên chuẩn bị cho cái gì sắp tới sẵn sàng sẵn sàng cho những cái tháng cuối năm 2023 nhìn chung là rằng trong cái năm vừa qua cũng là một cái năm nó cũng có niềm vui à, nó cũng có niềm vui nhưng mà nó cũng có những cái nỗi buồn à, nhưng mà nói gì thì nói chúng ta cũng sẽ làm gì làm cũng cố gắng làm sao có một cái tháng 12 cuối năm 2023 ok nhất để sẵn sàng đón tết noel xin nói chuyện đón noel đón tới tay đón Tết, tết dù cho nó ấm no nó vui vẻ một xíu chứ để mà ví dụ sau giờ đau trên nó ghê quá thì nó cũng anh chị cũng mất vui đó nên làm sẽ cố gắng làm sao chèo lái cái con thuyền này đưa đến với anh chị là sao cho đón tết nó ok một xíu <laughs> ok rồi thì anh chị lưu ý cái điểm là về thị trường trong tuần sau chỉ còn một cái phiên kích hoặc dòng tiền nó sẽ vào trên ok ha rồi tiếp theo đó là vấn đề về thị trường hồi nãy em có chia sẻ với anh chị là thị trường á nó có thể là lên trên này rủ tiếp đó, nó có thể như thế này hoặc là nó có thể lên trên này đi ngang nghĩa là thị trường nó sẽ có hai trường hợp một là sai quay up hai là thị trường gì Sideway đi ngang tức là nó sẽ dao động trong một cái biên độ nào đó nghĩa là thị trường nó sẽ chính nó sẽ là dòng sai quay thì khi mà thị trường nó có những cái vùng sai anh chị lúc là anh chị phải cái kỹ năng chị nó phải chọn cổ phiếu cho nó đúng em ví dụ như anh chị anh chị luôn này trong cái đoạn này này nó chỉ có dòng đầu tư công nó nó chỉ là cái dòng có cá sống thôi. Okay. Trong cái dòng này chỉ có dòng chứng khoán là nó dòng có sống thôi Và trong dòng này thì nói chung là Anh nói chung là Trâu bò các kiểu là nó lên hết Nhưng mà trong những cái này chỉ có đầu tư công có sống Những cái này chỉ có gì à, Chứng khoán có sống à, Hay là những cái giai đoạn như này Là những cái mà cổ phiếu bán sản và chứng khoán à, Hay là những giai đoạn tầm khoảng 2018-2019 Là những cái mà cổ phiếu gì Khu công nghiệp à, Những cái sống đó là lễ tệ của dòng bán sản Hay là những cái sống lễ tệ của dòng thủy sản à, Nhưng mà dòng khu công nghiệp là sống sóng này là sống chính. Okay. À, tức là thị trường khi mà thị trường nó có những cái vòng xoay quay đi ngang thì anh chị phải chọn những cái mặt cổ phiếu nó thật là kỹ cho em. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích tất cả các ngành và những cái danh, những cái siêu danh mục để tặng cho anh chị trong cái video ngày hôm nay. Anh chị phải thật xem thật kỹ video ngày hôm nay với em. Ngồi nghe ngắn. Nếu mà có không hiểu gì thì ghi chép lại với em. Và trước khi mà chúng ta đến cái phần quan trọng thì anh chị xem video ngày hôm nay, nhớ bỏ ra và giây nhấn giúp em một cái nút like nha. Tặng cho em một cái nút like để ủng hộ tinh thần của em. Ủng hộ tinh thần của em hy vọng ngày hôm nay thì trong video ngày hôm nay thì trên 1.000 like không chị? được video 1.000 like thì trong tuần sau sẽ có một cái video giá trị hơn nha giúp em một 000 like anh chị nào xem video thấy hay nữa thì để lại giúp em một cái nút đăng ký kênh bởi vì những cái kiến thức như thế này em không chia sẻ nhiều đâu em chỉ dạy trong những cái khóa học của em thôi nhưng mà những kiến thức này sẽ có những kiến thức lần đầu tiên em chia sẻ trên video luôn ok nên là chị xem thì chị nhớ để làm cái nút đăng ký kênh à, nói chung là nói chung là anh chị để lại cho em một cái nút like và đăng ký kênh nó chỉ mất tầm khoảng hai ba giây thôi nhưng mà ca sĩ có nhiều những nguồn đập lớn hơn để trao đi những cái giá trị cho tất cả các chị nhà đầu tư. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần phân tích về cổ phiếu. Rồi, thì hồi nãy em có nói với chị là khi mà thị trường nó có những giai đoạn mà sau một trận đau trên và thị trường nó có những cái vùng sai quay đi ngay. Nó có những cái vùng sai quay, tức là sẽ có những cái vùng sai quay ở phía trên hoặc là nó có những cái vùng đi lên và tích lũy ở phía trên như thế này, hoặc là đi lên và tích lũy những cái giảm phía dưới. Thì cái 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 cách chọn cổ phiếu nó sẽ rất là quan trọng. Thì bây giờ thì em sẽ chia ra hai góc nhìn. Một là cổ phiếu cho đánh sóng tức là gì? tức là về mặt về trung hạn ừ, trung hạn trung hạn tức là chị sẽ ôm một cái phơm nó có thể là một tháng rưỡi hoặc là hai tháng hai là sẽ nhận lại những cái mã cổ phiếu cho đến ngắn bởi vì trong thị trường sai quay á không nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ có sống đâu anh chị nào đã đánh những cái dòng sai quay 2013 2014 2010 2018 2019 hay là giai đoạn 20 đầu không cuối 2022 đầu không mà thì anh chị thấy là trong một thị trường trong một thị trường sai quay trong một nhịp á thường thì chỉ có hai một hai dòng chạy thôi còn thị trường uptrend thì không nói. là nên là cái kỹ năng anh chị chọn mà một cái dòng nó có sống tức là gọi là có sống tổng thể và sống trên nha. Ok, thì anh chị phải chọn nha đúng. Ok, vậy thì trong dòng này thì anh chị sẽ chọn được những cái mã cổ phiếu nào nó có thể tạo ra một cái sống tổng thể và một cái sống dòng được. Thì cái dòng đầu tiên em nói với chị trong suy suốt trong thời gian vừa qua và em cũng có cập nhật cho rất nhiều chị khách hàng ở trong rừng. Ok. Ở à đây anh chị, trong tầm khoảng hơn một hơn tuần trước, tuần rưỡi rồi. thì em có cập nhật với nhiều chị khách hàng em là gì thì trong cái sóng này á, em sẽ lưu ý ba dòng để em đánh sóng dòng đầu tiên là dòng bóng sản khu công nghiệp thứ hai là dòng thép và thứ ba là dòng dầu khí đây là ba dòng em sẽ tập trung nếu nó tạo ra sóng thì em sẽ đánh một cái sóng trên đủ lớn với ba cái nhóm này, này ok còn các cái nhóm mình khác thì em sẽ đánh ngắn và mình sẽ đánh ngắn cho đến chừng nào nó sẽ tạo ra sóng dòng thì em sẽ cập nhật với chị sau anh chị như không? tức là trong một sóng không phải cái nhóm mà nào nó cũng thể tạo ra sóng tổng thể đâu nha anh chị em ví dụ trong nhịp này đi đây 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 anh chị có nhớ đoạn này không Thì trường nhịp này á nhóm đầu tư công có thể tạo ra sóng không hao về. anh nhau một đỉnh này tăng này nhìn nè nhìn nhìn nha lcg này blc này khb này thấy chưa fcn này nhưng những cái cổ phiếu như gì dg này là đi ngang thậm chí còn giảm luôn ERA này là đi ngang. SS này đi ngang. AGR này đi ngang. VIT này đi ngang, anh chị thấy không? MBB đi ngang. Techcombank đi ngang. SHC đi ngang. Anh chị thấy không? Nghĩa là có những cái sóng mình phải chọn cho đúng dòng, đặc biệt là trong gì? Trong thị trường xoay quay. Không phải cái nhóm mình nào cũng có thể là mình đánh sóng dòng được và cũng có sóng tổng thể được. À, thì trong cái sóng này thì em nói chuyện của em là nếu mà thị trường nó tạo được sống được trong cái dịp này thì ba cái nhóm này nó sẽ có thể có sóng dọc đầu tiên là dòng khu nghiệp thứ hai là dòng gì thứ hai là dòng dầu khí và thứ ba là dòng thép tại nên là trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật ba cái nhóm này rồi em thì em đã mua xong rồi Rôm em em mua xong rồi Rôm em thì em đã mua xong cái nhóm này xong rồi nhóm khung nghiệp thì một đã mua xong rồi nhóm dầu khí cũng đã mua xong rồi <laughs> à, như em nói với chị là bây giờ chị vào thì em chắc với chị một cái sàn ok thì bây giờ thì em sẽ phân tích ba cái nhóm này vì sao em nói chỉ là vì sao nhóm công nghiệp nó có thể tạo ra sóng dòng trong cái nhịp sắp tới anh hiểu rồi cái sóng tổng thể và sóng dòng nó sẽ khác nha có những cái nhóm ngành nó nó chạy nhưng mà nó phải không gọi là sóng nó chỉ gọi là nhịp hồi và cái nhịp gọi cái nhịp hồi để tạo biên và cái nhịp tái tích lũy thôi chứ không gọi là sóng thì em sẽ phân tích với anh chị vì sao cái nhóm ngành khu nghiệp nó là những cái mà cổ phiếu nó có thể tạo ra sóng dòng trong nhịp này đầu tiên anh chị nhìn giúp em á một cái dòng nó tạo ra sóng nó sẽ có hai điều kiện chủ yếu mà ba điều kiện chứ ha ba điều kiện đầu tiên nó phải có gì nó phải có sự tích lũy. Đó. nó phải có một cái vùng đi ngang trong một cái biên đồ hẹp và biên đồ hẹp giật. Tức là nó phải có một cái đi ngang trong một cái biên á, thường nó sẽ tầm nếu mà đủ thì tầm khoảng 5 6 tháng, còn thương thì tầm khoảng 3 4 tháng thì nó đã có, nó đã có đủ rồi. Em ví dụ như dòng công nghiệp nó tích lũy từ chỗ này là 20 tháng 7. 20 tháng 7 đến 20 tháng 11 là bao nhiêu? 8 9 10 11 là 3 tháng. Đủ không? Đủ. Ok. Rồi tiếp theo gì? VGC. Từ chỗ này. Đó, là tháng 7 là cũng gần 3 tháng gần 4 tháng luôn hay là những cái mã cổ phiếu như BR là từ chỗ này à, nếu mà tính lấy từ chỗ này nó không nếu lấy lấy từ chỗ này đi là đầu tháng 7 7 8 9 11 là 4 tháng hay là GVR này. hay là gì BKBC này hay là IDC này thì tất cả các cái mã cổ phiếu công nghiệp nó đều có một cái vùng tích lũy từ 3 đến 4 tháng đổ lên hết rồi đó là điều đầu tiên cái thứ hai á, là nó phải có một cái mã cổ phiếu gì leader anh à, phải có một cái mã cổ phiếu leader đi lên trước thì nó mới tạo ra sống nó mới có thể tạo ra đúng không nào và những cái mã cổ phiếu leader trong giai đoạn này của những cái mã cổ phiếu công nghiệp là gì lẽ chứ xe thì những cái mã cổ phiếu đã có những giai đoạn nó vượt đỉnh test lại và nó đang gì đang tích lũy quanh cái vùng đỉnh cũ thì cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu nó sẽ chăm ngoài trước cho nhóm ngành công nghiệp cổ phiếu thứ hai là gì là vgc là gì không đây là những cái mã cổ phiếu nó bắt đầu là nó chạy theo nó đã bắt đầu nó chạy theo rồi đó thấy hay là những cái mã cổ phiếu gì anh nếu anh chị nào còn nhớ trong giai đoạn cái sóng a cái sóng là cái sóng giai đoạn tầm khoảng tháng tháng 4 tháng 5 của nhóm công nghiệp tiếp là cổ phiếu leader nha mặc dù nó là con nhỏ nhưng nó là cái dòng leader của dòng công nghiệp thì đây là hiện tại nó nhận nó là những cái mặt cổ phiếu nó đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ nó tích lũy quanh những cái vùng kháng cự đỉnh cũ anh chị không thì chỉ cần nó kéo một phát là gì là nó sẽ rít hay là gì y ta là dòng tiền nó đã bắt vào nó nào nó vào nó đánh rồi này. anh chị ha anh chị thấy là những cái mặt cổ phiếu ở phía trên không SJC này VGC này ITA này tiếp này thấy không tiền nó đã vào đánh này tiền đánh này tiền đánh này tích lũy này vốn thấp này chỉ cần nổ phát là lên anh không rồi ITA này tích lũy này rũ bỏ này dòng tiền vô này rũ bỏ kiệt volume này tiền đánh này SSC này đấy không đấy. tiền vô này tích lũy lại chỉ cần kiệt volume là sẽ đánh tiếp thì cái dòng công nghiệp đó, nó nó hội tụ rất là nhiều gì rất là nhiều yếu tố để nó tạo ra một cái sóng dòng trong sắp tới ok đủ đầy đủ rất là đủ điều kiện cho một cái nhóm ngành dẫn sóng hoặc không gọi là dẫn sóng gọi là có sống đi chứ nói nhiều 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 chị nói dẫn sóng nhiều gì hay bắt bại gọi là nó sẽ tạo ra một cái sóng tổng thể được Nãy tức là leader là SSC và những cái mà cổ phiếu chạy sau thì có gì vgc ta, có ita à, có tiếp và những cái mà cổ phiếu ở trên hơi dưới một xuống thì những cái mà cổ phiếu nó sẽ lên sau nha ví dụ như kbc có thể là nó sẽ lên sau hay là gì hay là rồi nó là những cái mã cổ phiếu ở kênh giữa và kênh dưới tức là nó, vẫn còn sát xa cái đỉnh này hay là những cái mã cổ phiếu gì những cái mã cổ phiếu như gvr nó sẽ còn gì đó đi lên này rổ bỏ này, kiểu volume này dòng tiền vô này nổ này ok thì vậy thì mình sẽ mua những cái mã cổ phiếu như nào nó sẽ có hai cách mua và nó sẽ là nó sẽ là tùy theo vào cái cách lựa chọn của anh chị với cái cổ phiếu nào nữa thì bây giờ thì em sẽ phân tích với anh chị về hai cái góc độ nha đầu tiên là cái góc độ về về trên tức là những cái mà cổ phiếu nào đi lên càng sớm thì cái trend của nó nó sẽ càng mạnh ví dụ để nó vào dòng công nghiệp nào mà lạnh á thì SHC nó phải là trục rồi đến VGC này rồi gì rồi tiếp này rồi ITA này à, nhưng mà tiếp thì nó là quá nhỏ anh à, gì nào sai nhỏ nhỏ thì chỉ có thể con này nhưng mà trên cái video thì em sẽ không đánh giá con này nhưng mà tiếp với cái độ tích lũy của nó thì nó có thể có sóng đó thì em sẽ tập trung ba cái mã cổ phiếu đó là SHC VGC và gì và thành ITA OK thì với cái góc nhìn của em á, những cái mà cổ phiếu nào đã có sóng rồi á thì anh chị phải vào anh chị lấy vị thế cho em. Không quan trọng điểm mua. Em ví dụ như là anh chị định mua với cái mã cổ phiếu đó là một một tỷ thì anh chị phải nhích vào 3 đến 500 triệu nha. Định mua cái mã cổ phiếu đó là 100 triệu thì phải nhích vào 30 đến 50 triệu em, không quan trọng điểm mua. Tức là gì? Tức là một cái mã cổ phiếu mà một cái sóng nó đã có sóng rồi, á. anh chị cứ nhích vô lấy vị thế đó trước. Và cái vị thế cứ để cho anh nó rung lắc nếu anh chị hôm bữa giờ anh chị không mua ví dụ hôm bữa em nói anh chị là à, mua những ngày mà cổ phiếu như ena dưới này hoặc wow, điểm này điểm gia tăng hay là mua những cái mà cổ phiếu như vgc những cái điểm dưới này ở à, những điểm này và điểm này điểm gia tăng thì nếu anh chị nào không mua được những cái điểm này á thì trong cái vùng này á anh chị cứ nhích vô lấy vị thế cho em và cho cái vị thế nó cũng rủ muốn kéo các kiểu gì cứ kệ nó đó là gì cách mua an toàn nhất bởi vì anh chị đã mua trẻ rồi ví dụ như Remem thì em đã mua xong rồi nhưng mà những anh chị đã mua trẻ thì anh chị phải chấp nhận đi anh chị cứ nhích vô phần vị thế tức là gì thích là phải nhích vô nhiều ít và cứ để cho 30 năm 50 phần trăm đã rung lắc và khi mà những cái mặt cổ phiếu nó rủ xong và nó đi lên một nhịp nữa tức là nó sẽ đánh vượt lên cái đỉnh này thì anh chị gia tăng thêm cái phần ở phía sau còn ví dụ nó nó rủ nó ví dụ anh chị mua chỗ nào nó rủ nó các kiểu cứ kệ nó rồi chừng nào nó rủ xong nó biến lên anh chị đánh cái nhịp phía sau kia hành dung ạ bởi vì đây là những cái mặt cổ phiếu tốc đầu thì anh nếu chị đã mua trẻ thì nó sẽ có cách mua như vậy à, còn nhiều anh chị á nếu mà nếu mà mua đúng này, thì anh chị phải chờ một cái nền ở phía trên nhưng mà em nói chị nhiều lúc có những cái mặt cổ phiếu nó đánh nó không có tạo nền luôn em ví dụ như những cái mà cổ phiếu như FCS đây đây anh chị thấy đánh không nó có nó có nền không này nó vượt đỉnh là nó chạy luôn chứ nó không có nền nên là những cái mà cổ phiếu đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ nhích vô 30 mươi phần trăm cho em cứ nhích vô VGC SJC rồi gì Y tài. thì cứ nhích vô để đó rồi cứ cho nó rung lắc nó biến động đó và sau khi những cái mà cổ phiếu này rung lắc biến động rủ bỏ rồi tích lũy đó mà đánh cái nhiều ở phía sau mà tiền nó vô một cái cây nữa Tức là anh chị phải theo dõi tiền trong một cái cây nữa phía sau Thì anh chị mua gia tăng Điểm nói em. VGC Đúng không? Cứ nhích vô, cứ cho nó, cứ bắt, cứ kệ nó Nổ gần phía sau Thì mua gia tăng điểm nói chê Anh chị phải mua như vậy Để tránh cái trường hợp là gì? Thứ nhất là anh chị sẽ có cái vị thế vì thế đó nó sẽ làm, nó sẽ hài hòa về cái mặt gì? Nó sẽ hòa về cái mặt tâm lý của mình Và thứ hai là sau này anh chị mua nó dễ Và anh chị sẽ không bỏ lỡ những cái siêu cổ phiếu à, hay là HSC cứ vùng này chị nhích vô rồi đỡ nó biến động nó tích lũy gì cứ kệ nó nó rủ bỏ rồi sau này nó có những điểm bật lên sau anh chị mua gia tăng ok nếu đó là nếu anh chị nào trường hợp đầu tiên là nếu anh chị nào chọn những cái mà cổ phiếu nó đã lên rồi và cái trên nó mạnh thì anh chị buộc phải mua như vậy còn bây giờ anh chị hỏi đạt ơi những cái điểm mua chuẩn rồi điểm mua ngon là hết rồi hết rồi ok đó là cái cái đầu tiên nó tùy thuộc vào cái góc nhìn chọn như thế nào và anh chị lúi ý nè anh chị đừng có nghĩ những cái mà cổ phiếu nó càng cao là nó càng yếu nha không những cái mà cổ phiếu càng mạnh là nó vẫn sẽ mạnh ví dụ những cái mà cổ phiếu xe nó mạnh là nó vẫn sẽ mạnh đó, nó nói, nói chung là nó, nó, không biết khi nào nó lên tiếp thôi, nhưng mà nó mạnh nó vẫn sẽ mạnh đó, à, hay là những cái mà cổ phiếu như vgc đúng không anh chị có thấy nó, nó cứ treo leo lơ lửng các kiểu đúng không nhưng mà nó mạnh là nó vẫn sẽ mạnh nó chỉ yếu khi gì khi thị trường nó sập thôi còn khi thị trường nó không sập là nó cứ lù lù lên này. anh em thấy là những cái mà cổ phiếu ira này tiền nó đã vào nó đánh như này nó mạnh là nó vẫn sẽ mạnh nhưng mà thằng ira thì em thấy là nó có một đặc điểm là thường nó nổ lên nó sẽ hay rủ nha nó hay rủ như này đây này anh không đã nó nổ lên này đã, nó sẽ rủ lại Đã, hoặc là nổ lên nó sẽ rủ lại Đã, hoặc là ví dụ nó nổ lên như này Đã, thằng này hay rủ nè nó nổ lên này hay rủ lại này. nổ lên hay rủ lại này. nổ lên hay rủ lại hay là nổ lên hay rủ lại thằng này thì nó một đặc tính của nó thì nó nổ lên thì nó hay rủ đó, nhưng mà anh, anh chị luôn nè mình không biết là nó có rủ hay không đó, nên nên là chịu nó ví dụ thay vì anh chị có canh anh, anh, nói chung là chơi không biết là nó có rủ hay không thì cứ vô nằm này vô đó rồi nó có rủ thì cứ kệ nó bởi vì cái anh chị vô cái phần vị thế là nó ít rồi cứ cho nó lỗi cái phần vị thế cứ kệ nó rồi, sau này những cái mà cổ phiếu đánh lên thì mình mua tiếp đó, thì có thể như vậy thôi nó còn nếu anh chị nào mà chờ á, thì anh chị có thể chờ rủ nhưng mà nó sẽ có một trường hợp gì khi mà rủ á, thì anh chị sẽ không có mua được à, xin lỗi chị nếu mà nó không rủ thì anh chị không có mua được ok đó thì đã đây, đây là ba những ba là những cái mà cổ phiếu cái trên đó mạnh và gì và cái 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 gọi là cái, 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 tính cách của nó nó cũng khá là bay bổng khi mà chị đánh những cái mặt cổ phiếu này thì cái mức độ sinh lãi của anh khi mà nó vào sóng nó chỉ rất là nhanh nha những cái con như ita hay là vgc khi mà rít như vậy nó rít rồi kinh nha này này anh chị nhìn nhau nó đánh một phát mà trong một nhìn anh chị lại tầm khoảng ba mươi bốn trong vòng một hai tuần là bình thường nhưng mà con này thì sai hơi nhỏ còn vgc thì nó đây này anh không nó rít một phát này chạy rất là nhanh rít phát là lên ok đó là cái trường hợp đầu tiên là những cái mặt cổ phiếu đã đi lên rồi đã qua điểm mua rồi thì anh chỉ có thể canh mua như rồi. rồi tiếp theo là những cái mà cổ phiếu ở dưới những cái mà cổ phiếu ở dưới nó bị một cái bất lợi là gì là cái kênh của nó là ở dưới kênh dưới thì trong cái quá trình đi lên đó, nó sẽ nó theo dạng là lên chỉnh ví dụ như kbc À, ví dụ như gì gvr à, ví dụ như là bhr đây em ví dụ như là, như là này anh chị nhìn nha em ví dụ như là quanh chỗ này này anh chị nhìn thật kỹ nha thì quanh cái chỗ này á à, tiếp đây anh chị thấy quanh cái chỗ này nè là thằng tiếp nó vượt đỉnh rồi là bởi vì sao bởi vì nó đã tiệm cận cái vùng đỉnh cũ trước và nó đã có cái quá trình rũ bỏ đi lên trước tức là những cái mà cổ phiếu như VGC hoặc là SHC hoặc là những cái mà cổ phiếu nó tiệm cận vùng đỉnh cũ á thì sẽ có một sẽ có một lợi thế là nó đã về cản trước rồi mà về cảng nó chỉ cần là hấp thụ cái cảng là nó sẽ lên nhưng mà những cái anh chị để thời điểm nha khi những cái mã cổ phiếu như GVR á, kể từ thời điểm hàng tiếp nó chạy á, là những cái mã cổ phiếu như GVR á, nó vẫn còn đang nó lù lù ở dưới thì khi mà nó về cảng nó phải rủ thêm một nhịp này nữa hay là những cái mã cổ phiếu gì BHR à, nó về cảng nó phải rủ thêm nhịp này nữa thì khi mà bây giờ anh chị mua những cái mã cổ phiếu như GVR đây nó sẽ bị một cái đó, là nhiều lúc nó sẽ bị chậm một nhịp. Ê, ví dụ nó có thể là đánh về tầm giá tầm khoảng 50, Năm 52 về lại trên này. Nó gặp về những cái vùng kháng cự phía trên. Anh ha. Thì khi mà về vùng này á, anh chị cầm á, anh chị sẽ anh chị sẽ dính một cái gì một cái nhịp rũ bỏ của nó. Rồi nó mới lên. Hình dung ạ. À. à, hay là những cái mã cổ phiếu gì KBC. Ví dụ cầm này thì anh chị sẽ lợi về giá. À, nhưng mà đây nó có thể chậm hơn. Ví dụ nó có về tầm khoảng cho khoảng 34. À, về lại trên này về tầm khoảng 34. Rồi đi nha, rũ mới lên những ngày Đó nó có thể có một cái đánh như vậy. Ok thì nó sẽ nó sẽ chậm hơn chứ không phải là không tăng. Đó, thì nó sẽ có hai nó sẽ có hai 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 hướng nhưng em nói chị là với dòng khu công nghiệp nó sẽ có hai hướng đi một là chị mua những cái mặt cổ phiếu nó đã đánh rồi nó sẽ có lợi thế về gì nó sẽ có lợi thế về trên bởi vì nó là những cái mặt cổ phiếu nó kênh trên ví dụ SHC VGC ở ừ ta thì những cái mặt cổ phiếu này khi nó rủ thì rủ rất là nhẹ ta nhau nó và nó đã có một cái bước đánh gì nó đã có một cái bước đánh là nó về kháng cự và nó đã có một cái bước này nè thì anh chỉ là những cái mã cổ phiếu như KBC, GVLB rồi nó đang ở chỗ này của thằng y này. thì sắp tới những cái mã cổ phiếu này tức là những cái mã cổ phiếu ra nó đã có cái quá trình này rồi nó đã có cái vùng hấp thụ quanh vùng đỉnh cũ rồi thì sau này khi mà đánh đó, thì nó sẽ không có quá trình đánh rồi hình dung ạ à. à, hay là những cái mã cổ phiếu như VGC thì giai đoạn vừa qua nó đã có cái quá trình này rồi anh chị hình dung à. còn là những cái mã cổ phiếu như KBC, nó đang ở chỗ đây này, này thì khi mà lên nó phải rỗ một phát nữa đó thì đó sẽ là hai cái cách nó giống như là những cái mã cổ phiếu như F, anh chị có nhớ sóng này của những cái mặt cổ phiếu dòng chứng không đây này đây này anh chị thấy không khi mà những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó vượt đỉnh này thì những cái mặt cổ phiếu như FCS này hay là những cái mặt cổ phiếu như BSI này là nó vượt đỉnh rất là nhanh anh chị không nó tốc độ lên thì khi mà những cái mặt cổ phiếu này nó lên đó thì nó đã vượt qua những cái vùng kháng cự nó rất là nhanh rồi thì ra đằng sau nó sẽ không có còn rủ nhiều nhưng mà những cái mặt cổ phiếu anh chị nhìn, 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 nhìn những cái mặt cổ phiếu nó chạy sâu nha ở ví dụ như SHS này. này anh chị là khi mà nó về nó về tạm này ở nó về lên trên nó phải rủ các kiểu tầm khoảng hai tuần nó mới lên hay là những cái mặt cổ phiếu AI này đó, nó lên nó phải rủ tầm khoảng 1 tuần hai tuần là nó mới lên tiếp nó sẽ có hai cái góc độ như vậy đó, thì tùy thuộc vào anh chị chọn như thế nào thôi một là gì một là chọn vgc hsc ita để lợi thế về trên lợi thế về dòng tiền và lợi thế về nó đã hấp thụ rồi còn hai là gì hai là chọn những cái mã cổ phiếu như kbc như là gvr như là bhr thì anh chị sẽ lợi gì sẽ lợi về giá sẽ lợi về giá bởi vì khi mà chị mua trong cái vùng này này cái mức độ sinh lời nếu anh chị nắm đủ lâu á nó sẽ tốt hơn anh dung ạ anh anh chị hình dung không nhưng mà giờ nhưng mà khi mà lời trên này sẽ anh, anh chị anh chị phải chờ nếu anh chị muốn đánh ăn luôn á là phải đánh từ ở phía trên tích lũy ở phía trên tức là mua điểm tích lũy ở phía trên và đánh vượt đỉnh còn khi mà anh chị mua chỗ này á thì nó sẽ lờ về giá đúng không nhưng mà vậy nhưng mà anh chị sẽ chậm chậm hơn à anh chị hình dung không bởi vì khi mà những cái mà cổ phiếu nó tạo ra sóng dòng á nó sẽ đi lên lần lượt nó sẽ đi lên lần lượt nha tức là leader vượt đỉnh trước ok về kháng cự cũng các kiểu vượt đỉnh thì những cái mã cổ phiếu ở dưới nó sẽ lên tức là những cái mã cổ phiếu kênh dưới nó sẽ lên lại về đỉnh cũ rủ bạo một dịp thì nó sẽ chậm hơn những cái con kia ok ha đã thì đó là cái cách anh chị chọn đã. thì em nghĩ là vùng này vẫn là vùng mua của những cái mã cổ phiếu như BHR, GVR, KBC ok anh chị vẫn có thể mua nhưng mà anh chị nào muốn mua anh chị luôn anh chị nào có mua thì anh chị nắm tinh thần là khi mà nó về bên trên nó sẽ có rủ và anh chị nắm qua cái nhịp rủ đó thì cũng hơi mệt xíu thì nó rủ nhiều lúc trong tầm khoảng hai ba tuần anh chị cũng điên cái đầu nhiều lúc cầm qua nhịp lộ nó cũng cũng là nói chung là cũng cũng không có đâu hơn xíu anh chị đó thì đó là cái cách anh chị lựa chọn ok đã em nói chung là em trao đổi rất là kỹ để anh chị lựa chọn yêu và nhiều điểm như nào yêu có anh cái à, nhưng mà như em nói gì là dòng khu công nghiệp phải có từ 1 đến 2 cổ phiếu cho em ví dụ như là Rome em thì em cho nắm hai mẹ và mua xong rồi rơm em thì mua nắm nắm hai mẹ mà, mà mua xong rồi em nói gì là mua xong rồi đó. Như, dòng công nghiệp là một cái dòng anh chị phải có cổ phiếu anh chị nào một mã hoặc là hai mã được nhưng mà phải có dòng này trong một bởi vì cái dòng này là cái dòng nó sẽ có sóng dòng ok rồi đó là dòng công nghiệp rất là kỹ nha rồi bởi vì những cái dòng này em sẽ nói kỹ bởi vì nó sẽ có em nghĩ là nếu mà nó tạo ra sống và những cái mà cổ phiếu mà cái trên nó đủ tốt nó sẽ có thể nó sẽ có thể mang những cái mức lợi nhuận đủ tốt từ 30 đến năm phần trăm để anh chị đón tết đó không giỡn đâu nha không giỡn đâu nha có thể kỳ vọng mức đó ok rồi tiếp theo là những cái mà cổ phiếu nhóm thứ hai là những cái mà cổ phiếu nhóm dòng Nhóm dầu thì nó 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 nó, nó yếu hơn dòng khoang này, nhóm dầu thì nó khó đánh hơn dòng khu nghiệp nha. Nhóm dầu thì anh chị luôn cái bản chất của nó là nó khó đánh hơn dòng khu nghiệp. Nó khó đánh. À, nhưng mà anh chị luôn là nó cũng có một cái gì, nó cũng có những cái nền tảng tích lũy của nó, ví dụ như nhận Nếu mà chúng ta trồng từ nền này tức là nếu mà chúng ta tính từ nền này thôi á thì cái mặt cổ phiếu này tích lũy được tầm khoảng là 3 tháng. Còn nếu mà chúng ta cộng từ điểm này đến điểm này á là tích lũy được tầm khoảng là bốn tháng rồi. À, hay là những cái mặt cổ phiếu như BVD này từ chỗ này này là 7, 8, 9, 10, 11 là 4 tháng à, Hay là những cái mặt cổ phiếu như BVB từ chỗ này nè Là 5 tháng rồi Hay là những cái mặt cổ phiếu như BVC từ chỗ này nè Là 5 tháng rồi BVC, BVB 5 tháng BVD, BVS 4 tháng Thì khi mà nó có cái đồ tích lũy như vậy á Thì nó có thể tạo ra sóng dòng được Bởi vì khi mà em nhìn dòng dòng dầu khí hiện tại Thì em chỉ nhìn những cái mặt cổ phiếu thượng nguồn thôi Hay là những cái mặt cổ phiếu như OI này Từ chỗ này là cũng 5 tháng rồi à, Thì những cái mặt cổ phiếu này đủ từ tạo ra sóng dòng À, nhưng mà những cái mà cổ phiếu dầu khí anh chị có biết là hiện tại nó vẫn còn thiếu gì không? thiếu cổ phiếu vượt đỉnh à nó chỉ cần gì nó chỉ cần thiếu một cái mạng cổ phiếu nó vượt đỉnh thôi thì nó sẽ kích hoạt những cái mạng cổ phiếu kia lên đó thì khi trong lần sắp tới khi mà thị trường nó có những gì bất định Là như này thì anh chị theo dõi giúp em là những cái mã cổ phiếu dầu khí trong dòng này đặc biệt là gì đặc biệt là bvs và bvd bởi vì hai là hai cái mã cổ phiếu là hai cái mã cổ phiếu gần cái vùng đỉnh cũ nhất gần đỉnh cũ nhất thì cái khả năng vượt đỉnh của nó nó sẽ sớm nhất có ví dụ anh chị nhìn thằng bvb đi, nó chỉ là những cái mã cổ phiếu nó chạy theo và chạy sau thôi hai là những cái mã cổ phiếu như bvc bởi vì cái sao thì cũng được đó tức là những cái mã cổ phiếu gần đỉnh và tiền gần đỉnh thì anh chị theo dõi vào vụ khí sắp tới khi mà có những cái mã cổ phiếu nó vượt đỉnh á thì sẽ kéo những cái mã cổ phiếu kia nó đi theo ok đó về điểm mua thì anh chị lưu ý là vùng này là vùng mua lấy vị thế ok vùng này là vùng mua lấy vị thế và chờ những cái điểm bất định đó. chờ điểm bất thoát lên dòng tiền nó tiếp tục nó vào một cây nữa em hiểu trong vùng này anh chị mua lấy vị thế đi rơm em thì đã mua xong cái này rồi nha em thì đã mua xong rồi à, nhưng mà anh chị lưu là anh chị nào đang có hàng á thì vùng này chị vô nằm dụng nó rủ gì cứ kệ nó nó rủ nó biến động cứ kệ nó anh chị cứ mua rồi cho nó biến động rồi chân nào mà nó, nó tiếp tục nó nổ một cây nữa mà cái vô nó như thế này, này anh chị lấy gia tăng kia Anh dung à bvd này, bvs này. tương tự nào ví dụ như là anh chị cứ mua nhích, múc vô nào này phải vô nha tức là những cái mà cổ phiếu nào có tiềm năng là phải nhúc tức là phải nhích vô phải múc vô để gì để lấy cái sự tự tin để sau này mình mua để cho gì để cho cái mà cổ phiếu mình không bị lỡ sóng anh chị hỏi là đạt ơi ví dụ như là mình mua vô lỡ nó chỉnh em nó chỉnh thì nó chỉ chỉnh trên 30 đến 50 phần trăm cái vị thế của mình thôi thì bao nhiêu phần trăm đó nó không có nhiều hình dung à tức là gì tức là mình quản trị ra bằng cái việc đi vốn nó nhỏ một xíu ok không ạ à? và sau này khi mà những cái mặt cổ phiếu nó chuẩn xong và nó mua một cái như này cho em anh chị đánh đánh gia tăng cho em nha đó. sau này mà những cái mặt cổ phiếu nó chuẩn xong mà bất khỏi đỉnh này có một cái vô như này đánh gia tăng nha những cái mặt cổ phiếu dầu khí cách mua tương tự bvd nhóm này thì em nghĩ là nếu mà về mặt về uh, về sai á tức là về mặt về thanh khoản cũng là về mặt về cơ bản á, thì chị chỉ nên, nên đánh hai mã thôi một là BVD, hai là BVS. Còn những cái mã cổ phiếu như BVB thì nó hơi nhỏ. Con này thì nhỏ quá. Nhỏ quá. Con này thì em nói anh chị luôn rồi. Con này nha. Nó không yếu đâu nha. Anh chị luôn này. Thằng BVB anh chị để anh chị để cái này. Từ thời điểm thằng BVD nó vượt đỉnh này. Anh chị nha. Từ thời điểm thằng BVD đó nè, từ giai đoạn tầm sống 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 trước đó, tầm khoảng tháng 5 á là thằng BVB á nó ở dưới này thôi. ấy không? Nhưng anh chị nhìn nó chạy, anh chị nhìn nó chạy nè, là nó chạy kinh anh cân chứ em không nói là hàng BV nó yếu nha là nó sẽ chạy theo nhưng mà em nói là về anh chị nào vốn nhỏ thì chị có thể lưu ý ông này hoặc là BVC anh chị nào vốn nhỏ nhỏ nhưng mà bởi vì kênh em cũng là cái tệp khách hàng với bụng nó lớn nên là nghĩa là để mà đủ đề sai ok các kiểu thì là BVD với là BV thì nó sẽ ok nhất đó, còn anh chị nào bốn con này thì chị luôn con nào cũng được ok rồi đó, dầu khí nhóm thứ hai đặc biệt là hai nhóm này nha, em dầu khí và khu công nghiệp nốt lại anh chị ha trong danh mục phải có hai hai nhóm này và hai nhóm này thì em là nếu danh mục anh chị là một trăm phần trăm thì hai nhóm này phải chiếm từ 50% mươi phần trăm danh mục với em tức là có một tỷ thì hai nhóm này phải 500 triệu tức là tổng hai nhóm phải 500 triệu hoặc là 600 triệu đó, đó ví dụ như là tài khoản của em là nát của em là tầm khoảng sáu phần trăm là hai nhóm này rồi còn 40% phần trăm còn lại làm lướt qua lớp lại các nhóm mình khác em đánh ngắn <laughs> ok lát nữa những cái mặt cổ phiếu đánh ngắn thì em sẽ chia sẻ với anh chị nhưng mà những cái mà của phước nó có thể tạo ra sóng dòng là em phải xong vô em múc cái đạt. Từ từ mình đi. nói chung là cơ bản cái gì đó. Ok, đó thì đó là hai nhóm. Rồi tiếp theo tiếp tiếp theo là nhóm thép. nhóm thép thì à góc nhìn của em nha. Với góc nhìn của em, nhóm thép nhịp này khó dẫn. Ừ, ok. Anh chỉ biết vì sao không? Bởi vì không có một cái nhóm dẫn nào mà trong một nhịp á mà thằng leader mà nó dao động như này hết. Quá lỏng. Tức là hôm bữa, tức là hôm bữa thì em mua dưới này thì em có kỳ vọng là cái mặt cổ phiếu nó phải cân bằng thêm để nó kịp cái vun lại lại nhưng mà những cái mà cổ phiếu này dao động này anh không dao động này dao động này dao động dao động, động tiếp dao động tiếp. thì như thế này á không thể dẫn nhanh vậy nên là dòng thép tạm thời á làm loại bỏ nó ra ít nhất là trong sống này hoặc nếu có thì em chỉ đánh ngắn thôi những cái mà cổ phiếu này tạm thời trong dịp này thì dòng thép em sẽ loại bỏ ra danh sách trong đánh trên que sẽ không đánh nhóm thép nữa và nếu mà có điểm mua thì em sẽ biết đánh ngắn bởi vì nó dao động quá lỏng nếu mà những cái mã cổ phiếu này muốn tạo ra một trend lại á thì em mới là nó phải tích lũy lại hoặc là nó rổ bỏ mỗi giờ nó xiết cái volume lại thì mới đánh được á. còn cái volume này bị quá lớn thì quá lớn thì em nghĩ là hơi khó đánh hoặc là đánh mà đánh ngắn nó sẽ ok hơn với năm kim nha mặc dù em vẫn đang nắm đang nắm ít hôm bữa mua như thế này này à, vẫn đang nắm, nắm ít nhưng mà chắc có lẽ em sẽ cơ cấu à, để xem như thế nào nhưng mà về dẫn á tức là chỉ là không phải là những cái mã cổ phiếu nó nó không dẫn không phải là không tăng nhưng mà nó nhiều là cái cái, cái, cái biên đang ngắn thôi những cái mà cổ phiếu nào mà tích lũy ok kiệt volume, tiền vào tốt á thì mình có thể mà ôm cái trên nó lâu hơn và dư địa kỳ vọng nó có thể lớn hơn xíu nhưng mà những cái mà cổ phiếu này cái vô nó dao động nó quá lỏng lỏng quá lỏng quá thì em nghĩ là em nghĩ là nhóm thép á thì góc nhìn quan em thì em nghĩ là với nam kim thì em nghĩ là nó sẽ khó tạo sóng tức là nó sẽ khó dẫn quê ghế này dao động nó lỏng quá. thì những cái mà cổ phiếu mình là phù hợp để đến ngắn không ở dòng dẫn thì mới là dao động lỏng nhưng mà là phải chờ tức là sẽ ví dụ giằng sau mà nếu giai đoạn sau nếu mà những cái mặt cổ phiếu nam kim mà nó muốn dẫn thì nó sẽ hai trường hợp một là gì một là nó sẽ tích lũy tích lũy lũ biên sau đó nó sẽ có những cái giai đoạn kiệp volume kiệt siết cái vô như thế này á thì đánh tiếp nó sẽ ok còn hai là nó sẽ lên trên này nó sẽ tích lũy một đoạn phía trên này nó kiệp cái volume này một phía sau nó sẽ ok hơn còn giai này nghĩ là để mà nó dẫn thì nó sẽ hơi khó bởi vì em nhìn thằng nam kim với thằng vg thì nghĩ là cái sự kỳ vọng của em với nhóm thép để nó giảm đi rất là nhiều nó thật quá vậy mà em vẫn đang nắm nha nhưng mà cái sự kỳ vọng của em để mà dẫn dắt dẫn dắt và tạo sống các kiểu tạo sống dòng á thì mới là nó đã vơi, 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 vơi bớt đi hát rất là nhiều rồi nó nếu chỉ được cái đánh ngắn thì thì lưu hoa sen này hoa sen nếu mà tích lũy ok có thể có thể đánh ngắn về lại trên này được đã hoặc là họ phát cái vôn của hoa sen với họ phát thì nó ít dao động hơn thì những cái mà cổ phiếu nghĩ là nó sẽ kiệt vôn thì mới là nó sẽ nổ về cái vùng đỉnh cũ á thì nếu chị theo dõi thì chị theo dõi hàng này được à, với hoa sen với là nam kim à, xin lỗi hoa sen với là hòa phát còn để mà để mà em nhìn hiện tại với để mà nhóm thép mà nó tạo ra dòng dẫn thì mới là nó sẽ hơi khó bởi vì dao động nó quá lắm giao động những cái mặt cổ phiếu ở trên đó, tức là những cái mặt cổ phiếu tiệm cận vùng đỉnh cũ nó giao động quá lớn đó. nên em thấy là nó sẽ hơi khó xíu ok đó là những góp nhiều với nhóm thép đó. nếu chị có biết đánh ngắn thì chị lưu hoa sen với lại hòa phát nha à, ví dụ tích lũy vùng này vài phiên vôn cấp thì có thể canh biết được để đánh nhịp nhịp nổ với lại phía trên rồi à, đó là nhóm uh, uh, nhóm thép nó tạm thời thì ba nhóm mình có view với nhiều chị khách hàng thì đánh giá review là như vậy để chị có thể nắm qua ok ha đã nên là về danh mục đánh trên đó thì tạm thời thì em sẽ uh, uh, theo dõi kỹ tức là em đã mua xong rồi đó, thì nếu mà những cái mặt cổ phiếu nó vận động tốt thì em sẽ ôm một cái trên nó lâu hơn và có thể là tháng đến tháng rưỡi chẳng hạn đến tầm khoảng trước tết em bán nếu ok <laughs> đó, những cái mặt cổ phiếu dầu khí và khu nghiệp rồi tiếp theo em sẽ một phần danh một thì em sẽ chọn ra những cái mặt cổ phiếu đánh ngắn để em đánh nào ví dụ dòng thép thì chỉ có thể lưu hoa sen hoặc nam kim này đó, nhưng mà em nghĩ là với cái vận động động này xin lỗi chị hoa sen hoặc là hoa phát nhưng mà là với cái vận động vận động này của nam kim á nó sẽ kim hãm những cái mặt cổ phiếu hoa sen hoặc là hoa phát lại nha vậy bởi vì dù một cái cái bản chất của một dòng á nó hồi nó sẽ hồi theo dòng nó vận động nó sẽ vận động theo dòng nó có sống nó cũng sẽ có sống theo dòng sống trên nó cũng sẽ vận động theo dòng mà sống hồi nó cũng sẽ vận động theo dòng thì mới là cái vận động của thằng nam kia mất nó sẽ kìm hãm những cái mà cổ phiếu như hoa hoặc là họ phát lại ok ha à, nên em nghĩ là nếu gì nào đánh ngắn như thế thì gì phải con đo đong đếm một chút xíu nha em thấy không đẹp lắm không đẹp không phải là không tăng không đẹp không phải là không tăng nó có thể đi ngang hoặc là nó tăng ít chẳng hạn ok ha đó thì đó là những cái nhưng mà là nếu chị theo dõi thì theo dõi hoa sen với nam kim theo dõi hoa sen với họ phát nha còn nam kim thì nó dao động nó bị lỏng quá ok thì chắc có lẽ con này thì em sẽ có cấu nha ok rồi thì đó là dòng thép rồi tiếp theo nãy là nãy giờ là danh mục đánh đánh sống rồi những cái mà cổ phiếu nó có thể tạo ra sống ok xong như vậy ok nha rồi tiếp theo là những cái mà cổ phiếu đánh ngắn ok đánh ngắn thì gì? chứng khoán bất động sản rồi gì đầu tư công mà nó trong ba ngày đã đánh ớn rồi vậy hoặc là anh chị nào thích thì cứ bán lẻ thủy sản nói chung là cái phơm mi chang nhau em nói gì là anh chị bây giờ anh chị nhìn những cái mà cổ phiếu thủy sản dệt may á nó y chang những cái mà cổ phiếu đầu tư công à hoặc là y chang những cái mà cổ phiếu bất động sản luôn hoặc y chang những cái mà cổ phiếu chứng khoán luôn nhưng mà tiền thì mình có hàng á vậy những cái nhóm mà nói ví dụ cộng lại thì ví dụ 30 40 mã làm sao đánh cho hết nên là anh chị phải ví dụ như khi mà chị đánh thì cũng nhiều lúc cũng phải chọn một hai dòng rồi đó mà mình đánh rồi là đánh ngắn thì quanh quanh quanh, quanh những nhóm mà thôi rồi thì em là nếu anh chị đánh đánh ngắn thì chị nên tập trung những nhóm này mà nó có nhiều nhiều, nhiều con nhiều cổ phiếu á tức là đánh đánh ngắn nhiều nhiều con à, có nhiều cổ phiếu và nó có tính đầu cơ động cao không rồi ok thì em sẽ phân tích qua về một số nhóm nha đầu tiên là về nhóm chứng à, nhóm chứng thì em sẽ giải thích luôn này vì sao nha em sẽ giải thích luôn vì sao nha những cái mã cổ phiếu bất sản và chứng khoán nó không thể tạo ra sóng dòng bởi vì khi mà anh chị biết vì sao nó không thể tạo ra sóng dòng á thì anh chị mới biết là vì sao mình đánh ngắn bởi vì sao bởi vì những cái mà cổ phiếu nó không tạo ra sóng dòng thì mình chỉ đánh ngắn rồi đó thì bây giờ thì em sẽ giải thích luôn đầu tiên á làm hồi nãy em có nói chỉ là một cái nhóm hình mà nó đủ để tạo ra sống đó, thì cái sự tích lũy của nó nó phải đủ tốt ít nhất là phải từ năm sáu tháng nhưng mà những cái mà cổ phiếu chứng khoán đó, thì nếu mà tính nha, tính từ chỗ này, này, thì cái sự tích lũy của nó mới chỉ tầm khoảng hai tháng thôi quá ngắn hai tháng thôi ngắn hoặc là những cái mà cổ phiếu SHS này từ chỗ này đến chỗ này thì nó mới chỉ hai tháng thôi đầu tháng 10 đầu tháng 12 là mới chỉ hai tháng thôi mà hai tháng chưa thể tạo ra sống dòng BSI này từ chỗ này đến chỗ này là mới chỉ hai tháng thôi chưa đến hai tháng vậy ok tháng 10, Ủa, đúng rồi, Tháng 10 tháng 1 là 2 tháng. Đó, hay là những cái mã cổ phiếu như VCI này từ chỗ này. Đến chỗ này. Ở okay. hay là những cái mã cổ phiếu như VIT này. VIT nếu mà cho chúng ta tính đúng nha thì chúng ta có thể tính từ chỗ này bởi vì cái này là nó vận động bị lỏng anh chỉ tính chỗ này không được mà tính chỗ này em em thì em tính hay là tính từ chỗ này ok đó thì bởi vì cái vùng này là cái vùng này nó tạo biên được thì nó mới chỉ tầm khoảng 2 tháng thôi. tức là những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì em thấy là nó mới tích lũy tầm khoảng 2 tháng này. mà hai tháng thứ nhất là nó chưa thể tạo ra sóng và thứ hai á, là những cái mà cổ phiếu dòng chứng nha thông thường nó để tạo ra sống được á, thì phải tích lũy 4 tháng 4 tháng chị ạ ok thì với dòng chứng á, thì theo cái view của em nha sau tết nó sẽ là đại sống anh chị xem nốt lại cái video này cho em nếu thị trường không có biến động gì quá lớn mà thị trường dạng sai quay cũng được mà sai quay up cũng được sai quay đi ngang cũng được sau tết nó sẽ là đại sống của nhóm chứng bởi vì sao bởi vì bây giờ là bao nhiêu bây giờ là đầu tháng 12 thì có phải là hết tháng 12, hai tháng tháng một là hết hai tháng không mà tết xong có phải là đầu tháng 2 không đủ đẹp đó nên là anh chị nào muốn tập trung đánh sóng chứng khoán thì anh chị nên để à, anh chị nên để tầm khoảng sau tết em nghĩ là nó sẽ là đài sống mà em nhìn tức là nhiều lúc em nhìn mũi nhóm làm sẽ biết là khi nào cái khoảng thời gian là nó sẽ có sóng hết đó em nghĩ là cái sóng chứng khoán thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 2, tháng 3 tức là tầm khoảng sau tết âm á đã còn hiện tại thì mình chỉ đánh ngắn thôi À, còn ví dụ anh chị nào muốn đánh tức là anh chị nào muốn đánh sóng dòng của nhóm chứng khoán sắp tới tức là đầu tiên là đánh ngắn trong dịp này và thứ hai là đánh sóng tổng thể dòng sau này của những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì anh chị có tham gia room khách hàng với em trong room khách hàng thì em sẽ cập nhật rất là kỹ các cái vận động của những cái mặt cổ phiếu đánh ngắn như nào đánh sóng như nào tổng thể như nào đánh nhịp hồi như nào thì em sẽ cập nhật ok ha đó thì với nhóm chứng thì em nói gì là em sẽ em sẽ lấy một cái mặt cổ phiếu đại diện để em nói nha đầu tiên á thì anh chị luôn à. sau này nha nếu mà nhóm chứng khoán lít thành beta nó sẽ em nói với chị luôn này nếu sau này nhóm chứng khoán nó lít thành beta nó sẽ là nhóm lít của nhóm chứng khoán ok bởi vì sao bởi vì nó sẽ đi theo dạng về nền trong nền à tức là những cái mà cổ phiếu nó sẽ có một cái tạo nền ở phía dưới và nó sẽ trồng một cái nền ở phía trên thì cái nền này về cái nền này nó sẽ là một nền hình dung không tức là những cái mà cổ phiếu nhảy ra đi à thì nó có thể là nó tạo nền như này à, ví dụ nó như này em nói em tạo ra như này đi lên này, à, rồi tích lợi như này, thì cái đoạn này nó sẽ là một cái một cái nền chung, ả à, một cái nền ngang chung. Ở à, nhưng mà những cái mặt cổ phiếu như BSI á, là bởi vì bởi vì cái thế đánh của nó đẹp và nó về đỉnh cũ nhanh, nên là những cái mặt cổ phiếu này nó, nó sẽ có thể là nó chồng cái nền này thứ hai. thì sau này mà những cái mặt cổ phiếu như BSI á, anh chị phải để tập kỹ với em thằng này nha. thằng BSI sau này nó sẽ là leader đầu của những chứng khoán, nhưng mà thời gian nó chưa có đủ đâu. em kỳ vọng thằng BSI nó có thể tích lợi thêm. tức là có thể đi lên tức là nền chồng nền. có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ tạo hai nền, có những cái mặt cổ phiếu nó sẽ tạo ba nền. ví dụ một nền, hai nền nó sẽ tạo ba nền. Đó, thì sau này anh chị lưu á, thằng beta nó sẽ là thằng đích. anh chị lưu lại kiềm chứng sau này nhóm chứng nó có sống beta nó sẽ lên đó bởi vì sao bởi vì nó là những cái mà cổ phiếu nó tiệm cận đỉnh trước chỉ có những cái mà cổ phiếu tiệm cận đỉnh trước nó mới là đồ thôi vậy anh chị có nhớ ví dụ anh chị có nhớ là tháng 3, tháng 4 anh chị nhớ thằng nào lít nhóm chứng khó không vci đây đây này anh chị nền một này nền hai này lịch cây này này anh không thành ví sai là những cái mã cổ phiếu nó tạo hai nền anh à, không nền một và nền hai đúng không nhưng những cái mã cổ phiếu như FGS từ cái chỗ này đến chỗ này đó, nó chỉ tạo một nền thôi nè nhìn xem này nè anh nó chỉ cắt nền à. nè những cái mã cổ phiếu gì bda này chỉ một nền thôi agr này abs này đại abs e, này vít này sa nó chỉ có một nền thôi anh à, không thì sau này là gì những cái mã cổ phiếu như vci giai đoạn trước nó sẽ là gì nó sẽ là BSI ai vào này hình anh chị hình, hình, hình thành cái tư duy này không ạ à? anh chị hình hiểu cái tư duy này không ạ à? anh chị hiểu để lại cho em một nút like nha hiểu cái góc như này để làm cho một nút like nếu anh chị luôn là trong xuyên suốt nếu anh chị muốn đánh cái sống tổng thể giống chứng khoán này sắp tới theo dõi thật kỹ thằng gì bé ra chị thật kỹ này bởi vì sau này á nếu mà cái mà cổ phiếu Nhằm chứng khoán nó tạo sống tổng thể bé ra nó sẽ làm đi ok ha rồi những cái mà cổ phiếu ở phía sau á em ví dụ một số những cái mà cổ phiếu nha FCS nó nó sẽ nó sẽ có hai phương một á là lên trên này tích lũy lại hả hai là gì hai là lên trên này rủ bỏ xuống tích lũy đi lên Đó, kiểu như này ok không ạ à? thì cái phương của nó là sẽ như vậy à, hay là những cái mặt cổ phiếu gì vít đã có thể như này đi đây này tích lũy lại hoặc là lên này rủ bỏ tích lại Đó. thì cái này nó sẽ là một phương hình như không? hay là những cái mặt cổ phiếu gì về này đây đây Đó. ví dụ như là nó có cái nền ở dưới này nền ở dưới đây nền ở dưới này nền ở dưới này, ở dưới này. Ở dưới này. rồi đi lên này về đỉnh cũ này tích lại một cái này nữa đó. Đó. thì nó sẽ như này đó thì em nghĩ là đó là sẽ là cái phong đẹp của nhóm hành chứng ok nếu anh chị nào muốn quan tâm đánh nhóm chứng của em sống tới tức là nếu anh chị nào muốn đánh cái sóng tổng thể của nhóm chứng là sắp tới thì tham gia room khách hàng của em thì sắp tới thì em sẽ hướng dẫn anh chị đánh nhóm chứng khoán xong ok bởi vì những cái giá trị này những cái giá trị không nhiều broker trên thị trường chia sẻ với anh chị đâu ok ha đó. tham gia room khách hàng thì em sẽ nói chung là tạm thời room hiện thì... tức là sóng này á thì em sẽ tập trung nhóm dầu và nhóm khu nghiệp trước rồi sau này em sẽ tập trung nhóm chứng khoán sau chứ không phải là không không phải đánh nhóm chứng mà nhóm chứng bây giờ mà chỉ đánh nhịp hồi và mình sẽ ao ao chờ nó tích được lại mình sẽ gì mình sẽ đánh nhịp hai không phải đánh nhịp hai mà đánh nhịp chính của nó nhịp chính của những cái mặt cổ phiếu chứng khoán là phải từ chỗ này đổ lên nha nốt lại cho em đây viết này em nói góc nhìn rộng rộng chứ em không nói một hai phiên nha nó lên trên này nó sẽ tích loại chạm về những cái vùng kháng cầu đỉnh cũ hay là những cái mặt cổ phiếu SI đó nên dưới này rít lên trên này rít lên trên này rít lên này chị tích lũy lại Đánh lên đây này như lắm chị đây này cái phô y trang này đây anh nhau ví dụ như này đây ví dụ như là anh chị nhìn này đó, những cái mà cổ phiếu tích lũy này đi lên này xe này này đó. hoặc là những cái mà cổ phiếu này gãy này anh nhau gãy này đó, đi lên này đi lên chạm cản này sao đi ngang rất là lâu đó. thì anh chị phải đánh nhịp hồi để khi mà cái mà cổ phiếu nó tiệm còn về đỉnh cũ này thì anh chị sẽ không mất thời gian không bị chôn vốn trong những nhịp như thế này hiểu không ạ Hiểu không ạ? tức là gì nếu mà đánh đúng á phải đánh từ chỗ này này phải cho nó phải về đỉnh cũ tức lũy lại phải đánh nhịp hai phải đánh những cái nhịp ở phía sau hình không ạ? hay là cái nhịp như này cũng chẳng hạn em ví dụ như là những cái mà cổ phiếu chứng khoán sắp tới á có nhiều những cái mà cổ phiếu như BSI nó có thể là về lại chỗ này đó nhưng mà sao nhưng mà chỉ phải đợi cho nó xe này đánh nhịp xuống này sẽ ok bởi vì cái nền quán ngắn nó phải chồng cái nền ở phía sau này mà đánh tiếp được nhịp hai như thế này hình dung ạ đây, và anh chị nhớ đoạn này thằng nào đó thằng Bear Cái, cái nhịp mà tháng 10, tháng 10, tháng 11, 2021 thằng Bear trước này. Đây, anh chị nhìn nha. Thật kỹ nha. Nền 1 này. Lên này, nền 2 này. Anh nhớ không ạ? anh chị nhìn này. Thằng Bear từ ngày 5 tháng 10 nha. Hết ai này. 5 tháng 10 nó chưa có lên đâu. 5 tháng 10 chưa lên. 5 tháng 10 thằng Bear vẫn còn đang gì? Vẫn còn đang bận rũ. HCM vẫn còn đang bận rủ. VND vẫn còn đang bận rủ, SHS vẫn còn đang bận rủ nhưng gì? Nhưng BSI nó đã gì? Nó đã vượt đỉnh rồi. Thì đây là gì? Đây là gì? Đây là lý Ok. Đó. đó. nên là những cái mã cổ phiếu leader nó rất là quan trọng trong tất cả các sóng. nên là gì? Theo dõi thật kỹ BSI cho em. Để sau này mình chuẩn bị cho cái đại sóng chứng khoán nhằm phía sau. Đó thì em nói với chị luôn á. Bây giờ mới chỉ tháng 12 thôi, nốt lại kiểm chứng nếu thị trường không có biến động gì quá lớn với vật mỹ vĩ mô bắt bớ gì đó thì sau tết nhóm chứng khoán nó sẽ có đại sốc ok ha ok em sẽ chuẩn bị rất là... nói chung hiện tại thì em chỉ đánh ngắn với nhóm chứng thôi nhưng sau này nếu mà đi lên tích lũy lại tập trung đánh nhịp đó cho em thật kỹ nha lưu lại kiểm chứng nha ok rồi right. thì đó là về tổng quan đã về dòng bóng sản của môn tự tức là cái góc nhìn quan với nhóm chứng á nó sẽ y chang nhóm gì nhóm bất động sản nhóm uh, đầu tư công tức là gì vì sao nó chưa thể tạo đi tạo ra sóng dòng trong dịp này còn ví dụ như là 2 tháng, 3 tháng nữa thì em sẽ hướng dẫn đánh các cái sóng sâu này cho mọi người sau. Ok ha. Rồi ok. Thì bây giờ thì em sẽ gộp chung nha. Gộp chung các cái điểm đánh ngắn của những cái mã cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và đầu tư công. Hiện tại thì video này cũng hơi dài rồi. Bởi vì video ngày hôm nay thì em, em nói cực kỳ kỹ lưỡng để cho anh chị hiểu. Bởi vì khi mà chị hiểu thì chị mới mua bán cho nó dễ như vậy anh à, chị hình bởi vì ví dụ như là khi mà chị vào các room á, ví dụ vào các room vip hoặc là cái room uh, nâu no chat các kiểu á, thì dù, ví dụ như broker hướng dẫn các kiểu thì chị chỉ mua theo thôi. nhưng mà chị nhưng chị phải hiểu là vì sao nó khiến chị mua như vậy tức là mình mua theo cũng được nhưng mà mình biết ờ à, là đặt nó phím cái điểm này à, là vì dòng khu nghiệp nó có sống hay là gì thằng sc vượt đỉnh nó có leader hoặc là gì gì đó tích lũy gì đó à, hoặc là vì sao thì nhóm chứng khoán mà phải đánh ngát hoặc là ví dụ nó về vùng nào thì mình phải chốt ra rồi chờ nó tích lũy lại ý em là như vậy đó, nên là trong cái video ngày hôm nay chia sẻ rất kỹ Đó nên là tạm thời á thì em sẽ gộp lại nhóm chứng khoán. Nhóm bất động sản. Rồi nhóm gì? Nói chung là cái phơm đi trăng, nói chung là tất cả các cái nhóm còn lại, nhóm dịch may, thủy sản, bán lẻ đó, em sẽ gặp chung, em sẽ hướng dẫn các cái phơm đánh ngắn để anh chị biết các cái nào có phải đánh ngắn trong những tới nha. Ok. Rồi thì trước khi chúng ta bắt đầu phần số 3. Ok, nãy giờ phần số 1 hai số xong rồi. Anh chị like cho em một cái. Thấy hay vậy thì like và đăng ký kênh cho em một cái luôn nha. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều ha. Rồi thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các anh chị làm đánh những cái điểm dòng chứng dòng sắp tới như này thì hồi nãy có nói chỉ là các cái điểm sắp tới của những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì cái target của nó sẽ là về lại quanh cái vùng đỉnh cũ của nó cộng trừ 5 phần, 5 đến 10 phần trăm rồi đó nãy ví dụ HCM thì kỳ vọng về tầm khoảng 32 33 qua này là ok rồi hoặc là những cái mặt của VLA đi đó à, là kỳ vọng về lại quanh tầm khoảng 34 35 là ok rồi, rồi chờ về vùng đó tích lũy nào thì cứ từ đến tiếp rồi right. thì bây giờ đi mua như thế này thì hôm bữa thì em có nói với chị này em em nói gì đó dòng chứng vùng này là vùng mua rồi. bởi vì sao giảm này vôn thấp này vôn thấp này vôn thấp này test cung này test cung này test cung ba cây test cung liên tiếp tuần sau nổ nha đó. ví dụ như hôm bữa ví dụ như em em có cho nhiều cho khách hàng mua những cây này đã mua rồi đó nha ví dụ nhóm chứng thì room em đánh ngắn thì em đã mua xong rồi á si vít mua xong rồi ví dụ si này si vít mua trong những cây này này đó. hàng đã về rồi chờ nổ hàng về chờ nổ anh chị lúc này với góc nhìn của em nha, những cái mà cổ phiếu nào mà em đánh ngắn thì em không mua điểm nổ nha. Bởi vì anh chị luôn này, nếu mà anh chị mua điểm nổ á, là nó về kháng cự cha đó rồi. Một là nó về kháng cự. Hai là cái mức độ lợi nhuận của anh chị nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Anh chị nha. Nên á, nếu anh chị nào mua ok á, một là gì? Thanh khoản thấp là cứ vô mút. Hai là gì? Hai là canh té cung. Ví dụ nha, anh chị mua cây này cũng được. Tết cung này. Tết cung này. Tết cung ngày thứ sáu Là cây này để mua này, cây này để mua này. Thứ sáu anh chị nào phải nhanh nhẹn là anh chị phải mua ngày thứ sáu. SI này. VCI này, té cung này anh không VNĐ test cung này rồi gì HCM test cung này rồi gì VIT test cung này trong tuần sau những cái mà cổ phiếu chứng khoán khả năng nổ rất cao OK thì hôm bữa giờ anh chị nào mua rồi thì lắm chờ nổ về những cái vùng phiến, phán cự phía trên quá OK chờ những vùng trên này bán nha OK thì chẳng nào mua rồi thì đối với rồi thì nhiều người hỏi là ví dụ ngày thứ hai nổ thì sao ví dụ ngày thứ hai nổ thì gì luôn này nếu thứ hai những cái mã cổ phiếu nào buổi sáng tức là anh chị này buổi sáng đây là để anh chị hướng dẫn nha ok bây giờ bây giờ tạm thời em sẽ lọc các cái mã cổ phiếu này thì em là agr mua được nha agr mua được này bsi mua được này bvs mua được này mà thì nó chạy nó, nó chạy rồi từ từ thế đấy bảo qua từ rồi fcs em là cũng mua được nhưng mà những cái mã cổ phiếu này xa cái cái nền này quá nói chung là agr ổn này agr ổn này rồi bsi được này bvs được này hcm được này MBS được này, OLED ok này. SI ok này. Visa được luôn. Nói chung là những cái mã cổ phiếu chứng khoán á thì mới là nó tạo điểm mua hết. Điểm mua cái rồi, còn không biết là khi nào nó chạy. Anh chỉ biết là anh chỉ biết vì sao những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó chưa chạy không? Nó chờ thì trường nó vừa cái cản. Tức là nó sẽ chờ nó thì trường nó vừa cái cản. Thì em nghĩ là điểm mua hiện tại của những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó đã có rồi đó. Thì em sẽ nói với chị như sau nha. Nếu buổi sáng thứ hai á, đây này, ví dụ như là trong cái list chứng khoán này, nếu mà trong buổi sáng thứ hai á, sẽ có những cái mã cổ phiếu nó sẽ nổ trước đó nên trong buổi sáng thứ hai á, anh chỉ canh những cái con nào á mà nó ít nó chảy đó ví dụ như là chín giờ mười lăm chín giờ hai mươi những cái con nào mà nó tăng ít tức là những cái con mà tăng nhiều á, bỏ nó đi những cái con nào chưa chạy mút của nó vậy mút của nó vậy ok ha bởi vì sao bởi vì khi có những cái mã cổ phiếu nó kéo trước thì tầm khoảng 10, 15, 20 phút sau thì những cái mặt cổ phiếu nó sẽ kéo theo Thậm chí là có nhiều những cái mặt cổ phiếu chiều nó mới đánh lắm. À, nếu em nghĩ là ví dụ em nhìn qua một con vài con này, ví dụ Agro OK này, BSI được này, BVS được này, HCM này, rồi SI này. nói nhưng mà nghĩ là nếu anh chị nào đánh lớn, đánh con lớn thì cứ ORE, SI nha. Em thì nếu em sẽ chọn ba cổ phiếu cho anh chị là đầu tiên là SI con lớn này, tức là vốn hóa lớn. Còn vừa vừa thì anh chị có thể chọn thành VIX. Ok ha. Còn ví dụ nhỏ nữa hoặc là ấy nữa thì có thể là OREX đó, đó là ba cổ phiếu em chọn cho anh chị. SI, VIX, OREX, anh chị quẹo lựa. Còn các con nào anh chị có con nào anh chị cứ gặp. Nhưng mà em nhìn qua nhìn lại thì em đánh giá ba con nói cho anh chị ok nói chung cứ sáng thứ hai con nào chưa chạy cứ tăng nhẹ cứ tăng không này không phải năm phần trăm đổ lại quanh quanh ít mút kìa ok ha rồi đó là dòng chứng rồi tiếp theo là dòng uh, bất động sản ok dòng bóng sản thì em thấy là không ngon bằng dòng chứng đâu nhỉ? bởi vì dòng bóng sản hiện tại là cái 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 sự vận động của nó nó không có đồng đều cho lắm nên dòng bóng sản với là cái sự vận động của nó không có quá đồng đều À, thì hôm em vẫn review lại một số cổ phiếu em bữa nó giá với anh chị, cho với anh chị thôi đầu tiên là có thằng đất xanh đúng không đất xanh thì nó bị một cái nó bị dao động quá bởi vì ngày hôm thứ sáu nó bị ảnh hưởng là bởi cái tin à, một phần em không không thích bóng sản là gì thứ nhất là trong cái nhịp này nhiều những cái mà cổ phiếu nó vận động hơi khác nhau có những cái mà cổ phiếu gãy có những cái mà cổ phiếu gãy rũ có những cái mà cổ phiếu tích lũy tức là nó vận động khác nhau quá cái sự đồng đều nó không có quá đẹp cái thứ hai là gì cái thứ hai là có những cái mà cổ phiếu như ldg nó bị nhốt trong một dòng nha chị mà có những cái mà cổ phiếu nó bị nhốt nó rất ảnh hưởng đến cái tâm lý của dòng đó đã, nên là anh nghĩ là nếu mà ưu tiên giữa nhân chứng với bất sản thì em thích em thích nhân chứng khoán hơn ok vậy thì bất sản thì chúng ta sẽ lưu ý những cái con nào cái phơ mua hay cha. thì bất sản thì gì lưu ý giúp em á những cái mà cổ phiếu đầu tiên là đất xanh phải chờ bởi vì nó bị dao động như thì nó phải cân bằng và nó cái volume nó phải kiệt lặng xíu nha anh à, nếu anh chị muốn mua đất xanh á thì nó bị giao nó tạm thì nó bị dao động rồi mà những cái mà cổ phiếu tạm thời bị dao động thì mình chưa có mua ngay anh à, chị phải theo dõi những cái mà cổ phiếu mà hôm bữa là kiệt volume á thì đầu tiên là anh chị theo dõi những cái mà cổ phiếu như scr thì nó ok này SCR ok này nha Nam Long ok này, SR ok này, Nam Long ok này, uh, ờ... YJC ok này, ờ... Phát Đạt ok HDC ok Khang Điền ok DG ok Novaland cũng được đó, đó. Nói chung là những cái mặt cổ phiếu nào ok thì chị nói lại Em mới là các cái mặt cổ phiếu đang tích lũy vun thấp tạo điểm mua rồi đó. đó, Ví dụ DG này rủ này Tết này Tết này Tết này vun thấp này Tuần sau khả năng nổ đó. nhưng mà em nghĩ là, là hdc này rơi này tết này tết nhưng mà hdc thì cái biên rơi nó hơi lớn xíu ví dụ nó về này nó nghĩa là nó sẽ hồi được đó, những cái con này ví dụ nó rơi gãy nền rủ này tết 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 này tết này. Đó, thì chỉ cần canh ok ha nhưng mà bóng sản thì mới là nó sẽ hơi bị kìm hãm một chút xíu so với dòng chứng khoán nó sẽ hơi bị bởi vì nhiều những cái mặt cổ phiếu nó bị uh, vấn đề về tin tức nên là sẽ bị kìm hãm một chút xíu đó. em nghĩ là để nhảy á để nhảy thì chỉ cần dg này rồi uh, novaland này hoặc là phát đạt này những con này thì nó nhảy hoặc là scr thì cũng ok còn nam long với là khang điền là về bằng điểm mua thì nó có nhưng mà nam long với là khang điền thì nó hơi chậm nha cách đánh nó hơi gì những con này đánh như hơi nó hơi nền nã nó hiền từ nó, hi, nó hơi hơi kiểu thụt nữ một xíu <laughs> nó con cũng không ăn chơi những cái con như LDG nó lên nó rít một phát là tốc độ rít rít một phát là lên trăm liền tức là ví dụ như là mình đè ban khác là mình ví dụ như uh, bình thường mà gái hiền hiền ấy, chạy ba mươi bốn mươi ra đường chạy ba mươi bốn mươi rất là nền nã vừa đi vừa ngắm cảnh đó, nhưng mà những cái con mà gọi là lì lợm xíu đó, và nó có tính cách một xíu cái rít một phát là lên sáu mươi bảy mươi cái đã đó chạy một đường à, những cái mà cổ phiếu lên tức là những cái mà cổ phiếu khi mà chị đánh ngắn á nó sẽ có những trường hợp là anh chị phải biết được cái tính cách của cái cổ phiếu là nó có đánh nó có bay hay không tức là cái tính cách của nó là nó có cái tính chất điên gọi là nó nó hơi nó hơi gọi là nó hơi uh, hơi đầu cơ à tính chất là hơi bay bỏng và tính cách cái đầu lái của nó nó sẽ quyết định được là cái mặt cổ phiếu nó có phiêu hay không mà và nó sẽ tối hóa về cái mặt lợi nhận của mình hơn đó thì anh chị có thể canh những cái con đó để mua thì mình là có rồi để mua thì mình là ngày thứ sáu hoặc là thậm chí là ngày thứ tư thứ ba nhiều những cái mặt cổ phiếu tech cung thì anh chị mua sớm vẫn được rồi ok ha ok cái dòng bóng sản rồi giờ đầu tư công đầu tư công thì có lọc anh chị này cái phơm đi trang tức là cái phơm những cái mà cổ phiếu hồi nãy em nói chị là nó sẽ có hai phơm một là gì một là nó sẽ giữ được cái nền tức là những cái mà cổ phiếu trong cái gì này nè trong cái gì này nè, tức là trong tầm một tháng vừa qua nó sẽ có cái nền đó, nó sẽ có cái nền như này chị nền nền đó, nền 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 như này thì cái phơm nó sẽ có hai phơm chính một á, là nó sẽ giữ được cái nền này tức là sẽ không có gãy biên dưới hay là có những cái mà cổ phiếu nó sẽ gãy luôn cái biên này thì nó sẽ cả một cái phơm gãy nền rũ đó thì cái điểm mua mà là gì nó lên đúng không nó, biến động nó rơi này test lại này test lại này hoặc là nó gãy rũ nó test lại vuông thấp là ok có cái phiên test cung là canh mua được đó thì cái phân đi cha ok ha đó thì bóng sản chứng khoán thì nó nói cha đó ví dụ như là những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu hdc là gì là gãy nên rũ này đi ngang này rũ bỏ này test lại này thì có thể là nó buôn lên nó test lại lần nữa nhưng mà những cái phiên này là phiên mua được rồi đó, hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì dg này đi ngang này rũ này test lại này tới cung này đó. À, những cái mặt cổ phiếu chứng khoán này, SI này, nhìn không đi ngang này tết lại này rủ này tết lại, tết này thấy không Đó. tết hết rồi ok tuần sau khả năng nổ ok đầu tư công cái phương đi trang đầu tư công thì em lập cho anh chị một số cổ phiếu nha đầu tiên nhóm đá thì có cát mua được nha cát mua được này rồi uh, fcn được lcg ok ok đầu tư công thì nói cho bạn ba mã là fcn lcg với là cát b uh, sở hữu một dòng là thứ nhất là nó đủ điều kiện để mua thứ hai là ba con này á, nó nhảy mấy con như VCG thì nó hơi chậm xíu vậy VCG với HV thì tức là hơi chậm đó. nên em lọc ba con thì nhiều lúc là nó cũng hơn nó cũng sẽ mang yếu tố về đặc tính của cái cổ phiếu cho mọi mọi người nữa ok ha đó, thì đầu tư công nhìn những mã đó cổ phiếu đó rồi ok thì đó là cái cách mua trước nổ ok hồi nãy em nói gì này là sẽ có nhiều những cái mà cổ phiếu nó sẽ có hai cách mua một á, là chị vô chị mua nằm vùng hai á, là sẽ có cách mua nhiều này em có nói á. nếu buổi sáng mà anh chị thấy một dòng á, mà nó đẩy dòng tiền có một con nào đó nó đẩy dòng tiền nó vào rồi em ví dụ như là họ anh em hồi nãy chị thấy là ví dụ dòng chức mà ví dụ như buổi sáng mà chị thấy là có có con nào đó nó đẩy dòng tiền vào thì những cái con nào mà chưa chưa tiền nó chưa vô á mà nó mình canh mua mình, mình cứ mua con đó cho em em ví dụ như buổi sáng này chị thấy là, ở ví dụ buổi sáng thì, thì VCI hoặc là thằng FS nó tăng ba bốn trăm thì những cái con mà tăng mới tăng 0,5 tăng một phần trăm là chị mua con đó cho em ok ha hai là gì hai là những cái mà cổ phiếu như xây dựng đi rồi dụ buổi sáng có dù hv nó tăng mạnh nha thì canh những lời fcn lcg hoặc là cái này nó tăng ít thì cứ mút vậy là ok à, cứ một nếu anh chị nào tức là nếu gì là quan tâm bởi vì thông thường những cái khi mà những cái nhóm mà nó hồi anh chị nó sẽ có một cái con nó hồi trước thì nếu mà anh chị nào cẩn thận thì cứ cho cái con hồi trước nó đẩy dòng tiền vô anh chị mua những con ở sau à, còn không anh chị nào không có quan tâm những cái con hồi trước thì chỉ có vô nằm nằm vùng chờ nó nổ tức là mình vô mình nằm mua trước khi mà có những cái mà cổ phiếu nó hồi trước luôn đó. thì nó sẽ mình không biết khi nào này là nó nó đẩy dòng tiền vào nó cứ vô nằm đó ok bởi vì mình cược bởi vì mình cược cái cái sự rủ bỏ và cái sự cân bằng này của nó là nó sẽ khó gãy nên làm cược là chờ nó nổ thôi <laughs> hình dung ok đó rồi dệt may cũng tương tự cái form tên là gửi trang anh chị đi ngang này rủ này test lại này cái trang này Nào ghiêu này đi ngang này rủ này tết này test phơm y trang nói chung là quan trọng là chị chọn con nào thôi ví dụ em thấy là ghiêu tên có điểm mua này rồi gì à, bán lẻ đúng không đi zone quá điểm mua này Nghe. đi ngang này test này rủ này hướng lên này test lại này cũng có điểm mua luôn nè bán lẻ đi cái này FRT FRT thì hơi bơ cung FRT thì hơi bơ cung nhưng mà điểm mua nó không có nè đi ngang này rủ bỏ này test lại này cả luôn nè bán lẻ FRT đi xua này rồi dệt may thì có này nè em thấy là dòng này nó không có nói chung anh chị chỉ cần học một cái phơm đó thôi là nhưng mà nói với chị là là quan trọng là gì chọn nhóm nào thôi đánh ngắn thì có rất nhiều nhóm chứng khoán có điểm mua này bất sản có điểm mua này. đầu tư công có điểm mua này thủy sản có đi mua này bởi vì anh à, gì lâu? bởi vì những cái mà cổ phiếu đánh ngắn á, nó vận động y chang à chỉ có những cái mà cổ phiếu mà nó có nó có tính chất mà tạo sống á, thì nó vận động sẽ hơi kháng xíu mà tạo sống thì nay em tập trung tao với anh chị hướng dẫn đi mua là nhóm khu công nghiệp và nhóm dầu khí rồi đó thì đó thì ok như vậy nào thì em nghĩ là anh chị đã lên được cái danh mục cuối năm này còn vài cho ok như với em á ví dụ như với em thì em sẽ hồi nãy em nói cho em sẽ tập trung tầm khoảng 60% cái danh mục của em á là cho nhóm uh, khu công nghiệp và nhóm dầu khí Ok, còn 40% còn lại thì em sẽ à, mua những cái mặt cổ phiếu lúc. À, nhưng mà chắc chắn với anh chị là em sẽ có dòng chứng nha. Những cái mặt cổ phiếu lúc sống thì em nói như là sẽ có dòng chứng. Bởi vì như em nói như là dòng chứng thì đánh nó dễ. Dòng chứng là một cái dòng anh chị đánh trên cũng dễ mà đánh ngắn nó cũng dễ. Bởi vì dòng chứng dễ mua dễ bán và cái vận động nó cũng dễ nhìn và nó cũng có nhiều cổ phiếu. Ví dụ chị không mua được FCS, không mua được BSI thì anh chị mua được VCI, VLD, VIT các kiểu. Nó có nhiều mã dễ đánh. À, còn những cái dòng như dịch may á thì lan quanh nó chỉ có Gil, TNG, VGT à mà hết VGT với lại TNG nó ba cung cá rồi ba con thì hết hai con ba cung à? đó, hay là cái những cái dòng đường thì nó cũng hơi ba cung và nó cũng hơi ít mã đó, tức là những cái nhóm mạnh thì có những cái nhóm mạnh thì đánh hơi khó xíu ok ha đó, thì anh chị có thể quẹo lừa các cái mạng cổ phiếu như vậy đó, thì với em thì như này có nói là anh chỉ có thể chia ra tùy theo với cái góc nhìn của anh chị có nhiều anh chị thì chia bảy ba ví dụ như bảy đánh sóng ba đánh ngắn hoặc là năm đánh năm đánh sóng năm đánh ngắn hoặc là sáu đánh sóng bốn đánh ngắn gì đó nhưng mà em thì em sẽ chia sáu bốn và ví dụ như cái phần 60 phần trăm hai nhóm kia thì em đã mua xong rồi em đã mua xong bữa vô rồi à, và những cái một số những cái mặt cổ phiếu đánh ngắn thì em đã mua xong hàng về rồi chờ tuần sau nó nổ đó, và chờ những cái mặt cổ phiếu nó về kháng cự thì em sẽ chốt ok ha rồi thì đó là cái góc nhìn của em về cái danh mục anh chị ổn định danh mục giá cho em ổn định lên tàu chờ tuần sau thì trường nó có một cây bùng nổ đó, là chúng ta sẽ đón tết noel các kiểu mà ngon lành các kiểu nó à, kỳ vọng trong tuần sau anh chị ha rồi. rồi thì đó là cái góc nhìn của em trong cái video ngày hôm nay video ngày hôm nay là một cái video dài tiếng hai phút rồi anh như anh chị thấy là ngồi nói xíu tiếng hai chục phút không <laughs> à, em thì em thấy nhiệt tình đã có như em nói hết đó, có dòng nào cái điểm nói hết à, nhiệt tình đó, nói chung là à, à, cũng nói chung là chị xem video mà chị thấy hay á thì chị nhớ tặng cho một nút like nha kỳ vọng thì có thể là ngàn, ngàn like đi hoặc là ngàn hai ngàn ba cũng được càng nhiều càng tốt thì trong những cái dòng sắp tới thì em sẽ cập nhật với chị nhiều hơn những cái giá trị và những cái điểm mua các cái mã cổ phiếu đó, và mua nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em trên bất này để cập nhật các cái vận động của thị trường như nào các nhưng mà như nào để mua điểm bán như thế nào để mua số màu để mua số 2 như thế nào đó và hướng dẫn những cái sống sống này như thế nào đó, sau này thì em sẽ hướng dẫn anh chị đánh những cái sóng mạnh những cái sóng chính thức của những cái mà cổ phiếu chứng khoán bóng sản hay đầu tư công sau thì em sẽ cập nhật sau đó tạm thời thì trong dịp này thì em sẽ tinh thần là như vậy ok anh chị ha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay trước khi mà chị rời đi thì chị nhớ bỏ ra cho một nút like nha cũng là một nút đăng ký kênh anh chị xem video mà thấy hay nữa thì tặng cho một nút đăng ký kênh đó, nói chung like đăng ký kênh thì chị bỏ ra 2 3 giây thôi. Nhưng mà em có cái động lực của em thì có thể là tầm khoảng 2 3 tháng, 2 3 năm. 2 3 chục năm cũng có luôn. Ok, đó, anh chị nào muốn đồng hành của em trong năm khách hàng thì có bên dưới màn hình em có để số điện thoại bạn trợ lý của em, bạn dùng Zalo là 0903 94316 nhắn qua Zalo cho bạn thì bạn sẽ hỗ trợ anh chị trong khách hàng. À, các cái bước thì rất là đơn giản thôi, hai ba phút là vào được. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin chúc tất cả các anh chị và gia đình của mình có một ngày nghỉ, xin nói chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe chúc anh chị một tháng cuối năm tháng 12 2023 à, vui vẻ bình an nhiều sức khỏe và thuận lợi để có thể là kết thúc một năm à, làm việc học tập và đầu tư à, xuân sẻ và thuận lợi anh chị ha nói chung năm nay á năm nay thì em thấy là cũng thứ nhất là thị trường chứng khoán thì mình không nói rồi. À. nhưng mà các cái uh, bên ngoài anh chị nói chung là đất đai rồi kinh doanh rồi các kiểu thì em nghĩ là nó cũng em là ít nhiều thì diện bị ảnh hưởng đúng không nói chung trong cái thời kỳ suy thoái kinh tế thì nói chung là nhiều cảm bẫy rồi nhiều khó khăn nói chung là chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua à, thì à, cũng à, hy vọng thì chúng ta cũng sẽ à, an lạc à, và yên, à, gọi là nhiều sức khỏe gì ha nói chung là gì làm thì cũng à, sức khỏe là trên hết à, sau đó thì tiền tài gì đặt ok rồi cảm ơn chị rất là nhiều tại theo dõi cái video của em ngày hôm nay hẹn gặp lại mọi người trong những cái video à, cũng như là trong các buổi livestream của em sau xin chào cả nhà